Dạ vâng, dạ chào các bạn. Khải đang ở trong phòng thâu với anh Chris Phan, Phan Nguyên Luân. Dạ, lâu lắm anh em mới gặp lại nhau. Thì hy vọng trong thời gian tới Khải sẽ có cơ hội để làm việc lại với anh Chris Phan nhiều hơn nữa, để hai anh em bàn luận về những cái sự kiện trong cộng đồng, và nhất là trong cái thời gian này thì cái mùa bầu cử. Phải không ạ? Vâng, đây là chương trình Mỗi tuần một nhân vật. Hôm nay rất là vui trở lại với Khải Đào mà chúng tôi đã thường cộng tác với nhau trên tờ Vietstar Magazine, rồi tới Vietstar Radio, Vietstar TV, rồi Vietstar Online. Nói chung chúng tôi có một cái quá trình làm việc với nhau trong cách đây khoảng đâu 7-8 năm. Vâng, và cũng 2 năm trước anh ra ứng cử thì tụi này cũng có một cái chương trình talk show với Khải Đào. Trước hết kính chúc cho quý vị nghe một chương trình thật là hữu ích, một chương trình đầy cập nhật của cộng đồng của chúng ta, vì không ai khác hơn Khải Đào đi sâu vào vấn đề sinh hoạt của cộng đồng, cho nên mà cộng đồng của tại Lít ở Sài Gòn, miền Nam California gần như là cộng đồng của cả thế giới chúng ta ở hải ngoại này. Vâng, chào Khải Đào. Khải Đào khỏe không? Dạ vâng, hello anh Chris Phan. Ừ, anh ngồi Đây, thoải xuống trên mái đây chưa hả? ừ. Không, Khải ngồi về được rồi. Ngồi về để có được khách, đừng có đi. Ok, lâu nay anh thế nào nè? Sau cái Chinese virus thì sinh hoạt của anh như thế nào? Về vấn đề Covid thì Khải không bị gì hết, thưa quý vị, cũng không có Không bị chịu sao đeo, không bị chích sao ngừa. Nhưng mà không sao, đeo vậy thôi. đeo. Thì Khải mới chích mũi thứ ba thôi, chứ còn mới chích tức thì mũi thứ ba, còn lâu lắm có không chích ngừa, đó giờ cũng không bị gì hết. Có điều là khoảng 2 tháng trước thì Khải có bị little accident, cũng tưởng chết rồi nhưng mà không sao, Accident đã về over. xe hả? Không, tức là giống như mình té thôi, nhưng mà mình có một thời gian dài cũng không ăn uống gì được á, thành ra cũng cũng hơi mệt, nhưng mà không sao, bây giờ thì mọi chuyện đã ổn rồi. Dạ vâng. Tướng này tế 50-70 lần cũng sao, Dạ tướng phong quá. vâng, dạ. Vâng, rồi bên cạnh cái sinh hoạt của gia đình hoặc là sinh hoạt việc làm đồ, thấy anh cũng rất là năng nổ trên những cái phóng sự, thì trong những ngày gần đây chúng ta không gì hơn là cái sự sôi nổi nhất, chúng ta không nói thế giới nó xa quá, là cái chiến sự hoặc là chiến tranh ở Ukraine hay hoặc là Biển Đông đang ngầm sóng. Cái đó bữa nào anh em mình có dịp chúng ta mổ xẻ sâu hơn nhé. Bây giờ mình nói về cộng đồng của chúng ta, và nhất là bầu cử từ liên bang, từ tiểu bang, từ những cái chiếc ghế ở tại Orange County, rồi những thành phố chúng ta đang ở, mà cư dân của người gốc Việt của chúng ta ở tại miền Nam California là gần nửa triệu người rồi. Nếu mà California là chắc cũng 600-700 ngàn người. Vâng, và nó rất là quan trọng với những cái chiếc ghế mà để mainstream đó, để cho những cái ứng cử viên gốc Việt vào những cái chức vụ đó nha. Mà thiệt sự ra thì một số người đang tranh đấu với nhau, challenge với nhau vào cái final. Bây giờ chúng ta nói đầu tiên nha, mình nói liên bang trước rồi mình đi xuống thành phố sau. Đó là mình thấy ông Cao Hùng, một cái tên tuổi không riêng gì tới lúc ông ứng cử mà ông sôi nổi, nhưng mà ông là từng là thiếu tá hay đại tá gì đó ha, ở Hải quân. Ông năng nổ và ông làm việc rất là hăng say ở trong quân đội, rồi bây giờ ông retire, ông ra ông thấy cái thế sự này, cho nên ông mới vào chính trị, từ quân đội vào chính trị. Thì ông đang ứng cử đại diện cho District 10 ở tại tiểu bang Virginia. Thì theo anh thấy cái nhìn của ông Cao Hùng như thế nào? Dạ vâng, cảm ơn anh Chris Phan đã cho Khải cơ hội để chia sẻ. Thì thứ nhất là Khải cũng phải nói trước là về vấn đề đại tá Cao Ồ, Hùng, đại đại tá. tá Hải quân trong lực lượng SEAL. Thì Khải cũng nghe mang máng, nghe hơi nổi chõ thôi. Nghe nói là ông đã không những là chỉ là đại tá mà là sĩ quan cao cấp huấn luyện những người SEAL, Navy SEAL, và đã tham gia rất nhiều cái chiến trường Afghanistan, Iraq, Iran rồi này kia, kể cả là ông đã được giao cho cái nhiệm vụ là về vấn đề mà do trong bộ tổng tham mưu đó, về vấn đề ngân sách của hải quân đó lên đến bao nhiêu tỷ đó. Thì cho phép Khải Lan mang trở về cái câu hỏi đầu tiên của anh là cái về cuộc sống của Khải có gì lạ, thì sẵn Khải mượn cái kênh của anh Chris Phan với chương trình anh Chris Phan để thông báo luôn. Khải mới công bố là với bạn thưởng, đây là ông Võ Văn Thưởng,
ủy viên Bộ Chính trị của Chính phủ Việt Nam. Thì Khải mới nói là bao nhiêu năm nay Khải không có lên tiếng, và cách đây một thời gian ngắn Khải đã nói Khải nghĩ là quý vị đã gần như đã thành công trong cái công cuộc mà tiêu diệt hoặc là triệt hạ, vô hiệu hóa những cái lực lượng mà quý vị cho là thế lực thù địch trên cái xoan. Thì Khải nói là quý vị bây giờ có cài cắm người, có mua chuộc, có lợi dụng, có sai khiến được những thành phần Việt gian như Ngô Kỷ hay là Hoàng Duy Hùng, để mà nghĩ rằng là sau khi mà đã sử dụng công bài Nguyễn Cao Kỳ, Phạm Duy, rồi sau này đến cái phần Nguyễn Phương Hùng một thời gian trước đây lâu rồi, rồi gần đây là Hoàng Duy Hùng, và bây giờ quý vị nghĩ quý vị dùng những cái thành phần như là Ngô Kỷ, Nam Quan để mà lũng đoạn cộng đồng, để mà gần như là bôi nhọ cái uy tín, hạ nhục cái uy tín của người Việt hải ngoại, người Việt quốc gia, người Việt chống cộng, thì Khải có thể nói rằng là cái việc làm đó của quý vị có thể là xóa sổ được những cái thành phần cặn bã phường tuồng như vậy thôi, nhưng mà những người yêu nước, những người có lòng với đất nước, chống cộng đây không phải là chống quý vị mà chống độc tài, chống tham nhũng, muốn xây dựng một Việt Nam dân chủ và phú cường, thì chúng tôi sẽ không bao giờ mà bỏ cuộc. Tức là giống như Nguyễn Thái Học nói, giống như cọ nước Nam vậy đó, quý vị có diệt được những người này thì sẽ luôn luôn còn những người tiếp nối để mà tiếp tục lên tiếng. Thì trong đó ngày hôm nay tôi chính thức, tôi công bố là tôi sẽ lên tiếng để đối đầu với Ban Tuyên giáo, với Bộ Công an, và cụ thể là cái tôi dùng nhân vật là ông Võ Văn Hưởng, bạn Hưởng. Thì tụi anh trở lại với ông Hùng Cao, thì cái đó là cái điều mà Khải muốn nói. Có thể là Đại tá Hùng Cao là một sĩ quan cao cấp, có thành tích, có trình độ, có khả năng trong lực lượng Hải quân Hoa Kỳ. Nhưng mà Khải nghĩ trong vấn đề chính trị của mình đó anh, tức là vấn đề quốc cộng, vấn đề chống cộng đó, thì Khải chỉ có một cái lời khuyên, một cái lời cảnh báo với Đại tá Hùng Cao thôi. Khải nghĩ ông nên cẩn trọng, ông nên coi chừng những cái người mà bên cạnh ông, những cái người cộng tác với ông. Khải không nghĩ ông Son Lê, bạn Son Lê trẻ lắm thì Khải coi như em thôi, Khải không nghĩ Son Lê là một người thân cộng hay là tay sai của Cộng sản. Nhưng mà riêng những cái YouTuber khác đó, Khải nghĩ trong thời gian tới Khải sẽ nói chuyện nhiều với anh Chris Phan. Anh Chris Phan chắc nắm những cái chuyện đó rõ hơn Khải. Giả dụ như những thành phần như Trần Nhật Phong rồi này kia đó, thì Khải nghĩ Đại tá Hùng Cao phải thật là cẩn trọng khi mà sử dụng, đúng không ạ? Khi mà associate, khi mà để mình trở thành có liên hệ, có quan hệ với những thành phần như vậy. Và nếu mà Đại tá Hùng Cao còn tiếp tục cộng tác, sử dụng những thành phần đó, coi những thành phần đó như là associate, như là cố vấn, thì chắc chắn Khải không thể nào ủng hộ Đại tá Đại Hùng mà Cao điều được. Gì anh nghĩ ông Hùng Cao lại phải coi những cái người đó là giống như là những cứu tinh của ông Hùng Cao? Bởi vậy đó anh, có nghĩa là anh biết thấy là... cái hình ảnh nào mà anh nói ông Hùng Cao như vậy? Anh biết YouTubers là nó là cái gì? Nó là do trend bú phèm, đúng không ạ? Nó là coi như là do trend bú phèm để câu giật tít, câu view, kiếm tiền. Có nghĩa là nó thấy Đại tá Hùng Cao có ăn, có tên tuổi, có view là nó sẽ nhào vô, nó đu bám, hoặc là nó tự nó nổ. Nhưng mà trong những cái YouTube đó anh thấy cái sự giải thích và nói chuyện của ông Hùng Cao đối với cử tri và cộng đồng của chúng ta, thì anh thấy nó có cái hướng đi như thế nào? Bởi vậy Khải chỉ cảnh báo thôi thưa anh. Bởi vì không, Khải mình nói... đừng nói cảnh báo. Bây giờ anh đã thấy và nghe ông như thế nào? Theo anh, thứ nhất sofa là... thì ok không? Khải, như Khải nói, Khải không có nắm được vấn đề rõ như anh và một số những người khác, nhưng ít nhất Khải biết là cách đây vài tháng, khi mà Đại tá Hùng Cao xuống đây, trên tinh thần là đã ra thông báo tính tổ chức, đúng không ạ, cộng tác với bên SPTN. Và anh biết rồi, anh biết trong cộng đồng này Khải cũng chẳng có thân thiện gì với Việt Tân hoặc là bên phía SPTN hết. Khải cũng chẳng có phải nịnh bợ hay là binh vực gì họ hết. Nhưng mà cái mà Khải thấy khi mà Đại tá Hùng Cao mà phải mà vội vàng buông họ để mà chạy theo bên kia, rồi Khải thấy trong cái cuộc mà ra mắt gây quỹ đó, Khải thấy có những thành phần mà sau này Khải sẽ công bố, Khải sẽ chứng minh là những thành phần cốc ghẻ, tức là những thành phần tiếng Anh nó là turncoat,
tức là những cái thành phần mà coi như là giống như Hoàng Duy Hùng đó, đúng không ạ? Tức là coi như là đã bây giờ bán rẻ linh hồn cho quỷ, đi đầu quân cho nhà nước Việt Nam để phục vụ quyền lợi của nhà nước Việt Nam để mà thực thi nghị quyết 36. Thì những cái thành phần đó có mặt xuất hiện trong những cái video đó, đóng những cái vai trò ra vẻ MC, ra vẻ như là cố vấn thân cận. Ok Khải, bây giờ tí nữa mình đào sâu về cái cộng đồng của chúng ta nha, về cái lý tưởng lập trường chống cộng và quốc gia. Bây giờ mình nói là theo, tại vì cái phiếu của ở tại Virginia là cái phiếu của mainstream, cái người bản xứ nó nhiều hơn cộng đồng của chúng ta ở bên đó. Cho nên và không ngờ ông Hùng Cao ông ra mà ông thắng với cái số phiếu áp đảo. Thì anh nghĩ là mình quên cái phần mà cộng đồng của chúng ta ở dưới này đi. Bây giờ mình nói ở trên đó thì anh nghĩ ông Hùng Cao có bước được vào cái hạ viện của liên bang không? Theo thật anh. Sự đó thưa anh, tức là vạch áo cho người xem lưng, tức là Khải cũng rất là dốt. Tức là thời gian đầu, thứ nhất Khải không biết đại tá Hùng Cao và thời gian đầu Khải cũng không nghĩ là ông sẽ đi vào sâu được vào bên trong. Thì sau này Khải rất bất ngờ và anh biết Khải rồi, lúc nào cũng vậy, Khải mong muốn mình có người đại diện. Đúng. Mình lúc nào cũng ủng hộ những người gốc Việt. Và ngay bây giờ Khải rất mong muốn, đúng không ạ, đại tá Hùng Cao có thể mà đắc cử để người Việt có được một người đại diện trong quốc hội liên bang. Bởi vậy Khải mới phải lên tiếng cảnh báo thưa anh, tại vì mình không muốn cái người đại diện của mình, Khải xin lỗi nha, tức là sau này á, người ta, những người như Khải sẽ đánh giá đại tá Hùng Cao rất thấp. Tại sao? Ở cái trình độ nhận thức về chính trị. Anh hiểu không? Nếu đại tá Hùng Cao còn tiếp tục associate, còn tiếp tục sử dụng, còn tiếp tục nó gọi là connect, dạ, làm việc với, sử dụng hoặc là nghe lời những cái thành phần như vậy. Ok, bây giờ mình đừng dùng chữ nếu ha, chừng nào nó xảy ra tính sau nha. Tại vì nếu mà mình cứ dùng cái chữ nếu đó, mình sẽ thấy cái phần tiêu cực nó nhiều hơn tích cực. Ok, đúng không? Cho nên bây giờ mình nói ok, với anh đó thì anh thấy nếu mà đi sâu vô nữa thì ông Hùng Cao cũng có nhiều cơ hội, phải không? Ô, chắc chắn, tại vì giống như Khải nói là trên tinh thần là anh là một anh hùng. Dạ đúng rồi. Tại vì anh là một người đại tá mà lực lượng hải quân người nhái. Là anh biết là chứ không phải cái thành phần mà chỉ có nói miệng, thành phần bịt bợ, đúng không? Rồi. Tức là anh đã dám dùng sinh mạng của anh để phục vụ đất nước Hoa Kỳ. Ok, đối với bây giờ không có gì để mà Khải bây giờ có bắt đầu mình về California mình nhé. Tại liên bang thì mình thấy so far anh Hùng Cao is mình có nhiều cái potential, là nhiều cái cơ hội để anh đi vào và anh thắng cử. Vâng, ở tại California và cái chức vụ mà cái chức ghế senator là thượng nghị sĩ ở tiểu bang California là bà Janet Nguyễn. Chúng ta khi nói tới Janet Nguyễn chắc ai cũng biết là tại vì bà phục vụ ở trong cái ngành, mình nói trong cái ngành, cái nghề chính trị này 20 năm rồi đó. Thì bây giờ bà đang là đương kim dân biểu tiểu bang lên thượng nghị sĩ nha. Thì theo anh Janet Nguyễn như thế nào và cái xác suất để mà thắng cái chiếc ghế này bao nhiêu phần trăm? Dạ thưa anh biết anh cũng Khải cũng nói rành Khải, nhưng mà giống như anh nói, mình đã công tác vào cái thời điểm đó và trước đó Khải không bao giờ có tiền, mà Khải đã bỏ ra mười mấy ngàn đô để mà suốt đêm, ngày đêm nào cũng đi cắm bản Việt Youth. Cái thời mà thượng nghị sĩ Janet Nguyễn mà tranh cử chức giám sát viên đầu tiên đó anh. Cách đây 12 năm. Dạ, Khải cấm cả quận cam luôn. Tức là cấm cho Janet Nguyễn. Không, Khải cấm cái cho Khải. Lúc đó Khải cũng đi Youth. Dạ vâng. Có nghĩa là hầu như chỗ nào mà có Janet là khu đó có bạn Việt Youth, mà Khải cấm từ Ova đến Joe Balinda đến. Tại sao thí dụ như tại sao Khải Đào lại phải cấm cái bản Việt Youth của Khải Đào sát bên cái bản của Janet Nguyễn? Nói sát thì hơi quá, nhưng mà ý Khải nói là vùng nào, chỗ nào cũng vậy, Khải cấm hết, mà Khải bỏ cả mười mấy ngàn đô la, mặc dù Khải không có tiền. Là anh biết là, thứ nhất là anh biết cái video Darknet, diễn đàn tuổi trẻ của Khải. Với mục đích gì? Thứ nhất là hồi đó Khải nghĩ là Khải quảng cáo cái việc giúp, đúng không ạ? Đó là việc giúp Darknet, hồi đó mình có cái website thưa anh, và có cái diễn đàn. Nhưng mà sẵn là tại vì Janet tranh cử, và Khải muốn promote cái người ứng cử viên trẻ tuổi. Đúng không ạ? Khải muốn promote người trẻ lên. Như vậy là còn cái thời kỳ bên kia anh nhớ người ta như, gọi là như vậy là cái thời kỳ đó là Janet Nguyễn challenge với Nguyễn Quang Trung. Đúng rồi. Anh okay, mà rồi. Không phải là Nguyễn Quang Trung. Nguyễn Quang Trung là
puppet là con rối thôi, đúng không ạ? Còn cái đằng sau người ta gọi là bố già, bố già Trần Thái Văn, và đằng sau Trần Thái Văn là một cái băng đảng gì nữa, một những cái gọi là bàn tay lung lá gì nữa. Ok, bây giờ mình trở lại với cái nhìn rất là kinh nghiệm về chính trị của anh đó, và anh cũng đã từng ra ứng cử nhiều lần, thì anh có cái kinh nghiệm gì và anh nhìn cái hướng đi của Janet Nguyễn có thể thắng lại, lấy lại cái chiếc ghế mà cô đã từng mất là senator? Anh nghĩ thưa anh, nếu mà anh hỏi Khải á, thì Khải không phải phân tích gia, Khải không dám trả lời. Nhưng mà nếu mà anh hỏi là về cái suy nghĩ của Khải thôi đó, thì Khải có thể cho anh biết là đối với Khải, đúng ạ, Janet là ngoài cái vấn đề ứng cử viên gốc Việt, mà là một chính trị gia gốc Việt, một con gà của Đảng Cộng Hòa, proven, đã chứng minh được khả năng của mình, đã được Đảng Cộng Hòa công nhận. Đúng không ạ? Khải nói chuyện với nhiều người, giống như nói chuyện với Rachel, Khải nói trừ cái trường hợp mà cựu thượng nghị sĩ cho nên Nguyễn bị thất tử, anh nhớ không? Khải không ngại gì, Khải nói thẳng, hồi đó Khải cũng bực lắm, Khải nói tại vì lúc đó bà quá tự tin, đúng không ạ? Tranh cử không lo làm những chuyện tào lao, thành ra bị thua ngược, đúng không ạ? Nhưng trên tinh thần đối với Khải, thượng nghị sĩ cho nên Nguyễn là một con gà của Cộng Hòa. Cộng Hòa đã chứng tỏ được khả năng của mình, uy tín của mình, đã được Đảng Cộng Hòa công nhận, và họ đã đầu tư cái thời gian mà thay vì bà thất cử cách đây 2 năm hay 4 năm anh? 4 năm. Đúng không ạ? Nếu mà bà không thất cử cách đây 4 năm á, thì có thể là cái đường tương lai chính trị bà không thua gì bà Kamala Harris. Lên tới thượng nghị sĩ, ok. Đúng không ạ? Ý Khải nói là vậy. Là cái Khải nói đây là Khải không khe. Thứ nhất, Khải không biết bà Janet Nguyễn. Khải chưa bao giờ làm việc với bà, chưa bao giờ nhận tiền của bà. Bà cũng không biết Khải, xin lỗi nói không biết hơi quá, nhưng mà bà đâu có giàu bằng Khải đâu mà nhận tiền. Chưa bao giờ mà làm việc gì quan hệ chưa có nhau. Liên hệ. Dạ, nhưng đối với Khải, ít nhất là nếu bà đắc cử thì cộng đồng mình có tiếng nói, đúng ạ, và bà vẫn chặt chẽ sát cánh làm việc với cộng đồng của mình. Đó là lý do tại sao Khải lên án bất cứ cái đứa nào mà tự nhận là người Mỹ gốc Việt, chống láo xạo, kêu là phục vụ cộng đồng mà đi đánh phá. Phải dùng từ đánh phá chứ không phải chống. Có nghĩa là như vậy, nếu anh ra ứng cử với thượng nghị sĩ Trần Thái Nguyễn, anh cứ việc ứng cử, tranh cử và anh tha hồ tấn công. Nhưng nếu anh không ứng cử mà chỉ có một mình thượng nghị sĩ, một mình cô Janet Nguyễn đang ứng cử thôi, mà anh đánh phá cái người bao nhiêu là cái người Mỹ, đối với tại thời họ là không phải người Việt, họ không có quan tâm đến quyền lợi của cộng đồng mình, họ sẽ đại diện cho quyền lợi của mình. Bây giờ mình nói về cái trước này, cái hướng thắng thua, bây giờ Janet Nguyễn đang đối đầu với một người Kim Kho thượng nghị sĩ, phải không? Dạ không, cổ là nghị viên của thành phố Huntington. Ồ, vậy là cổ, vậy là challenge với nhau. Dạ. Hai bên challenge chứ không phải ai. Dạ. Là đưa tính ra cô này là yếu hơn bà. Ok rồi. Janet Nguyễn có 20 năm kinh nghiệm, và Janet Nguyễn có một cái khúc mắc và một cái sai lầm, đó là giống như Khải Đào nói là khi mà ứng cử thì không lo cái phần của mình, đi lo với chuyện người khác. Và có một điều này mà Đảng Cộng Hòa đã từng quay lưng với thượng nghị sĩ, đó là bà lại ủng hộ cho một người challenge đó, cho một người mà ứng cử mà lại là cho một người ứng cử mà lại người của Đảng Dân Chủ đó. Đó, thế cổ là một người Cộng Hòa mà ủng hộ cho một người Dân Chủ. Chính vì vậy mà Đảng Cộng Hòa đã quay lưng, và bây giờ sau khi 2 năm cổ làm Hạ viện ở tiểu bang California thì cổ trở lại, thì anh thấy kỳ này Đảng Cộng Hòa, cục bộ của Đảng Cộng Hòa có ủng hộ cổ không? Thì đó anh, bởi vậy cho phép hồi nãy phải mới nhắc lại cái trường hợp mà bà bị thất tử, đúng không ạ? Cái chức thượng nghị sĩ, và anh dành cái đó là ông Umberg. Ông Umberg. Thì kính thưa quý vị, bây giờ Khải hỏi thẳng nè, trong suốt 2 năm qua, 4 năm qua chứ, 4 năm qua, cộng đồng mình có ai dám gõ cửa đứng kêu xách máy ông Umberg chưa? Có ai đòi hỏi yêu cầu ông làm được cái gì chưa? Ông Umberg, ông có làm được cái gì cho cộng đồng mình mấy năm nay chưa? Anh biết ý Khải nói không ạ? Trong khi đó cái thời mà Janet làm thượng nghị sĩ á, thì mấy chú mấy bác suốt ngày mày xuống đi chào cờ, mày đi này, mày phải làm vậy, mày phải làm kia, đúng không anh? Suốt ngày ra lệnh đòi hỏi không à? Vậy chứ 4 năm nay ông Umberg ông thay thế Janet rồi đó,
quý vị dám gọi điện thoại nói chuyện với ông đòi hỏi cái gì chưa? Ok, như vậy không, mình hỏi lại câu hỏi là Khải Đào có theo dõi hay không, là có biết là kỳ này Đảng Cộng Hòa ở tại tổng cục ở tại Orange County và California có ủng hộ bà? Thưa anh, bởi vậy 2 năm trước nếu mà Đảng Cộng Hòa không đồng ý thì làm sao mà mình bà nói năm Janet nay, bây giờ quên không đi. Anh, 2 năm trước bà Janet ra ứng cử để đứng đi Taylor Swift. Đúng rồi. Anh nhớ lúc đó Taylor Swift đang làm Taylor Swift cũng là Cộng Hòa. Cộng Hòa. Mà nếu mà Đảng Cộng Hòa họ không chấp nhận làm sao bà Janet dám dám ứng cử? Có nghĩa là ý phải nói đây là cách đây 2 năm bà Janet đã được Đảng Cộng Hòa đồng ý bật đèn xanh để ra ứng cử. Đúng ạ, thay thế cho đương kim dân biểu lúc đó là Taylor Swift, là băng đảng của Trần Thái Văn. Ok, bây giờ mình nói quý vị đang theo dõi chương trình câu chuyện mỗi tuần một nhân vật, và hôm nay là anh một người rất là gọi là active, một người rất là năng nổ và làm việc và theo dõi đi sát cộng đồng của ở tại miền Nam California, Lý Loi Sài Gòn. Về thời sự và chính trị, đó là anh Khải Đào. Và bây giờ mình nói cái vấn đề này nhé. Theo anh thì tôi thấy anh có vẻ như quan tâm rất là nhiều về cái sự đấu đá ở cộng đồng đối với những ứng cử viên. Bây giờ mình nói về đấu đá ha. Cái đấu đá như thế này. Hiện tại thì có rất là nhiều sự tiêu cực và có thể là nó làm khó chịu cô ứng cử viên Trần Đức Nguyễn, đó là một nhóm người như là Lê Công Tâm, Andrew Đỗ, Trần Thái Văn đang tấn công cô, mà những người đó không phải là ra ứng cử để đối đầu với cô. Những người đó không biết support cho ai, nhưng mà đưa những cái thông tin mà mình chưa thấy có kiểm chứng, mình chưa thấy có chứng minh gì hết, đó là cổ đi xin tiền cái ông tổng lãnh sự của tổng. Tức là anh cho phép Khải cắt ngang, tức là Khải không quan tâm. Thưa quý vị, tại sao Khải nói Khải không quan tâm? Tại vì nếu mà đây á, là nó gọi là breaking news, tức là anh khui ra một cái bí mật tiết lộ động trời gì đó ghê gớm lắm, đúng không ạ? Thì Khải sẵn sàng Khải nghe. Còn xin lỗi anh Đào, cái chuyện cách đây 12-14 năm đúng. Anh nói từ 14 năm nay rồi, anh nói đi nói lại và... Không, để mình nói. Anh nói là anh nói với là ông Lê Công Tâm chứ không phải tôi phải không? Dạ đúng, xin lỗi, Khải xin lỗi. Họ chứ anh đâu, là... người ta đang nghe người ta dạ, nói. Cảm ơn anh. Tức là, kính thưa quý vị, họ đào lên cái những cái chi tiết, những cái chuyện cũ rích mười mấy năm nay họ giống cái, như... Cái vấn đề cũ với mới không thành vấn đề, mà cái vấn đề là Janet Nguyễn đã đối đầu được cái đó, đã giải quyết đó được. Cho phép Khải không dám sửa lưng, nhưng mà Khải nói leo theo anh nữa. Kính thưa quý vị, không phải là bà Janet đã giải quyết, mà cử tri, đồng hương, cộng đồng đã quyết định, đã tỏ thái độ, đã vứt nó vô sọt rác rồi. Cho nên có nghĩa là khi quý mới, vị... Cho nên mới vote cho cổ đậu. Exactly. Okay. Giống như Khải nói, khi mà quý vị khui ra cái chuyện này, quý vị cho là một cái gì ghê gớm lắm, có thể đóng dấu, có thể bôi nhỏ, có thể triệt hạ uy tín bà Janet Nguyễn, thì đồng hương đã dẹp nó vô sọt rác qua bao nhiêu cuộc bầu cử rồi. Khải nói cái như vậy là cái sự đấu đá đó không có ảnh hưởng gì bao nhiêu đó phải. Đồng hương không quan tâm. Không quan tâm, đồng hương không tin cũng không quan tâm. Bằng chứng giống như Khải nói, một lần duy nhất mà thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn bị thất cử là Khải nói thẳng luôn, Khải chẳng sợ ý đó, tại vì bà, lỗi của bà là lúc đó Khải trở lại là lúc đó sơ bộ, anh nhớ không? Bà thắng ông Umberg quá xa, 60 mấy%, ông Umberg chỉ có 30 mấy%. Kính thưa quý vị, tức là vào tháng 6 cũng bà Janet và Umberg tranh cử với nhau sơ bộ, thì thượng nghị sĩ Trần Đức Nguyễn thắng 60 mấy%. Thành ra từ tháng 6 cho đến tháng 11 bà gần như không có tranh cử, phải không ạ? Bà coi như nghĩ là thắng chắc rồi. Thì đến tháng 11 khui phiếu ra, hồi đầu thì dẫn trước mười mấy ngàn phiếu, đúng không anh? Sau đó từ từ đếm ở cái khu vực người Mỹ, Long Beach thì mới thua lại. Thành ra đồng hương mình đó anh, vẫn hoàn toàn không có quan tâm đến cái chuyện tào lao này. Ý phải nói là cái kỳ mà bà thất cử cái chức thượng nghị sĩ, đúng không ạ? Là thua phiếu ở Long Beach, thua phiếu của người... Mỹ trắng, người da đen, người Lào, người Miên, chứ không phải vì cộng đồng mình là đặt vấn đề là bà thân cộng hay là bà làm cái gì hết. Mà cái chuyện này chuyện cú rích sao đi sao lại, là mỗi lần lên không có gì hết tin đem vào rồi. Dạ vâng. Thành ra đối với Khải là những cái đám trẻ con nít, những cái đứa mà coi như phá okay, làm với phá anh, xóm thôi. Với anh bây giờ là anh đang đứng nói chuyện trước thính giả khắp nơi nè. Anh có support cho vote cho cô Janet kỳ này không? Khải đã nói rồi, bây giờ nếu mà có một người Việt Nam khác có mình nói thì bây giờ Khải thôi sẽ không có bình an. Không có nói hết. Nếu gì hết đó. Khải không
không có ủng hộ bà Trần Ánh Nguyệt, Khải ủng hộ con gà gốc Việt. Okay. Có nghĩa là bất cứ người ứng cử viên nào gốc Việt, à, trừ cái thằng Nam Quan. Ok, thì từ từ, đến sau. Khải có lý do. Ok rồi. Dạ. Như vậy là ủng hộ và vote cho cô Trần Ánh Nguyệt. Ok. À, tại vì bà sẽ là đại diện cho cộng đồng mình, bảo vệ quyền lợi cho cộng đồng của mình. Vâng, bây giờ đó là chức vụ thượng nghị sĩ mà cô Trần Ánh Nguyệt hiện tại là đương kim dân biểu tiểu bang. Bây giờ cô lên lại, cô ứng cử ra cái chức vụ thượng nghị sĩ biểu tiểu bang cũng là California nhé, đại diện cho những cái khu vực ở dưới chỗ miền Nam California này. Vâng, bây giờ mình nói về dân cái chiếc ghế dân biểu tiểu bang California. Hiện tại thì có ông thị trưởng gốc Việt đó là Tạ Trí, Trí Tạ ở tại Westminster sẽ đối đầu với cô Nguyễn Thu Hà, nghị viên thành phố của Garden Grove để mà tranh cái chức dân biểu tiểu bang. Thì bây giờ mình trước hết anh có thể phân tích cái lợi và cái hại ông Tạ Đức Trí có thể thắng và có thể thua. Kính thưa quý vị, cho phép Khải cố gắng, Khải trở nên gọi là khách quan, mình đúng không? Một đúng, cách đúng, gọi đúng, là gọi là professional đi, nói chuyện một cách gọi là cho nó chuyên nghiệp. Thì nếu mà nói về khách quan đó, thì thật sự ông Chí Tạ không có thích hợp trong cái vai trò dân biểu. Tại sao? Anh biết rồi, nó là legislature, đúng không ạ? Tức là khi mà nói đến cái cơ chế của Hoa Kỳ, nó mình biết là có ba ngành, đúng không ạ? Tức là executive là hành pháp, tư pháp và tư pháp và lập pháp. Thì ý Khải nói đây á, có thể ông Chí Tạ ông rất thích hợp với vai trò thị trưởng, chút đó mình sẽ nói sau. Có nghĩa là ông là con cưng của cộng đồng mấy chục năm nay rồi, và ông làm thị trưởng gần như là mấy chục năm rồi. Ông là ông tự xưng là đô trưởng của cái thủ phủ này mà. Thì mặc dù kính thưa quý vị, Khải chống đối ông, Khải không có đồng tình hay là Khải không có chấp nhận ông, nhưng Khải phải tôn trọng cái quyết định của đồng hương. Đúng rồi. Nếu mà cử tri bỏ phiếu cho ông thì Khải vẫn công nhận là Chí Tạ vẫn có thể đảm nhiệm cái vai trò thị trưởng của Westminster, nhưng Khải dứt khoát Khải có thể khẳng định Chí Tạ không có khả năng, không thích hợp để làm dân biểu. Tại vì anh biết rồi, dân biểu anh nó có phải lên anh đọc giếng băng văn bằng tiếng Việt, anh đâu có lên anh hứa là anh sẽ tự thụ an lộc chống cộng tới chết, đúng không ạ? Anh phải có những cái ý tưởng về pháp luật, anh phải đưa ra những cái đề nghị, đúng không ạ, để mà quốc hội thông qua những cái dự luật gì đó. Anh không cho họ cơ hội sao để cho họ học hỏi và họ tiếp tục, nhưng để anh phải có khả năng gọi là hùng biện, anh hiểu nè, bằng tiếng Anh chứ hôm nay ở trên hội đồng thành phố ông nói tiếng Việt à? Xin lỗi anh, mỗi lần nói thì hơi kỳ, mà anh thấy Khải ra Khải xin lỗi, Khải chửi Chí Tạ đó, tức là ông cũng có quyền, ông không có quyền chặn Khải ngay lúc đó, ông cũng không có quyền là cãi với Khải ngay lúc đó. Nhưng mà kính thưa quý vị, Chí Tạ hoàn toàn có quyền, nó gọi là address, tức là phản biện lại những cái lời cáo buộc của Khải sau cái phần trình bày phát biểu của cư dân. Anh hiểu cái nào? Tức là kính thưa quý vị, mỗi lần mà cư dân phát biểu á thì họ sẽ có thời gian để cư dân phát biểu. Thì hội đồng thành phố chỉ có phải ngồi nghe thôi, không có được chặn họng, không có được cãi lại. Nhưng sau khi mà tụi Khải phát biểu rồi đó, thì họ có quyền họ ngồi nói mấy tiếng cũng được. Okay. Cái phần của họ mà. Thì lúc đó ông Chí Tạ có quyền nói, à hồi nãy thay vì ông không cần nói là ông Khải Đào nói tôi như vậy, thì ông Chí Tạ cũng có quyền nói hồi nãy có người nói cáo buộc cho chúng tôi là như vậy, thì ông hoàn toàn có quyền phản bác bằng tiếng Anh. Nhưng mà anh có thấy bao giờ ông Chí Tạ ông phản biện được cái gì đâu? Thì ông thấy anh nói đúng. Exactly anh, có nghĩa là không có khả năng để phản biện với Khải Đào. Thì làm sao mà anh lên quốc hội để mà anh cãi với cái tay? Bây giờ thấy anh nói đúng rồi, phản biện chi nữa? Exactly anh. Anh đồng ý với Khải không? Giờ tôi hỏi anh, thí dụ bây giờ người thị trưởng hay nghị viên mà anh là một người dân đại diện lên hội đồng thành phố để anh phát biểu về những cái ý kiến của người dân, thì bây giờ cái hội đồng thành phố trong đó có ông Tạ Đức Trí thị trưởng, ông thấy anh nói đúng thì anh đòi hỏi ông phản biện cái điều gì? Bởi vậy đó anh, thì Khải mới đánh giá ông là không có khả năng để phản bác,
đúng không ạ, để mà chừng nào anh nói sai đúng không ạ, chừng nào anh nói sai ổng mới phản bác cho anh. Nếu vậy làm sao mà ổng lên ổng cãi lại mấy cái thằng trên quốc hội tiểu ban bây giờ nữa. Hỏi anh à, anh nói đúng, ổng không phản biện thì anh nói ổng không có khả năng, tôi thấy hơi lạ đó. Bây giờ lên trên đó thì biết đâu đối với đồng hương thì ổng có những cái nhã nhặn, ổng có những cái tế nhị, nhưng mà đối với Mỹ thì ổng quyết liệt sao? Ok, bây giờ khoan nói đến chuyện thà đi, cho là bây giờ mình tự sướng, đúng không? Mình tự mặc áo thùng phái nhau. Ok. Bây giờ anh thấy là thứ nhất là ông tranh luận với những cái thành viên trong hội đồng thành phố mà đối lập với ông đó. Đúng không ạ? Với Carlos Manzo, với Tài Đỗ, với Kimberly Hall. Charlie Mình. Anh có bao giờ anh nghe ông có trình bày bằng tiếng Anh để mà ông phản biện được cái gì không? Anh nhớ khóc lóc đi ra nói bằng tiếng Việt lên YouTube là toàn là khóc lóc, nói là chúng nó đuổi tôi. Anh nhớ Khải có giải thích không? Anh Khải kính thưa Việt, Khải nói nếu mà cái lập luận đó của anh á, của ông Chí Đạt đó mà ông đi nói với đồng hương được để mà đồng hương mũi lòng bảo vệ ông á, thì tại sao ngay lúc đó ông không dùng tiếng Anh, ông chỉ mặt những cái người kia đúng không? Ông nói ủa ê, quý vị bây giờ quý vị thông qua cái luật này phải không? Nếu vậy quý vị có tính trước là cái phòng họ của tôi, cái văn phòng tôi nó sẽ nằm nói như chưa? Anh vậy thì anh đánh giá ông Tạ Đức Trí không đủ khả năng để giữ chức vụ của dân biểu tiểu bang. Exactly, không có đủ tiếng Anh không, tức là ông chỉ nói bằng tiếng Việt thôi, anh hiểu rồi. Bởi vậy phải nói nếu mà ông đủ tiếng Anh á thì ông đã ngay cái lúc mà bên mà ông gọi là đa số đó, đúng không ạ, thông qua cái nghị quyết để mà ông nói là đuổi ông ra khỏi cái bây giờ với anh đó, những người ứng cử viên là gốc Việt anh đều ủng hộ, mà tại sao anh không ủng hộ ông Tạ Đức Trí? Ồ, tại vì như vậy nè anh, Khải đã nói là Khải ủng hộ ứng cử viên gốc Việt, chứ Khải không ủng hộ cá nhân nào hết. Thì trong trường hợp không? Có hai ứng cử viên gốc Việt thì Khải sẽ phải ủng hộ cái người nào xứng đáng hơn. Như vậy thì anh thấy cái người đối thủ của ông Tạ Đức Trí là xứng đáng hơn. Bây giờ anh nhìn nè, một cái người cách có phải mấy năm trước ổng thông qua cái luật để tăng cái thời hạn của thị trưởng từ 2 năm lên 4 năm không? Đúng không? Đúng rồi. Anh tính làm thị trưởng suốt đời đúng không? Làm sao rồi? Tí không, rồi. Nhưng mà tại vì khi mà bà Kim Ly Hồ bà không có đồng tình với ổng nữa, bà khui ra những cái chuyện xấu xa của họ, anh biết không? Tức là bây giờ không có chấm mút được nữa. Với mình đó, cái chuyện mà nó có chuyển từ cái term của thị trưởng từ 2 năm đến 4 năm, đâu phải riêng cho ổng, sau này ổng cũng phải ổng đi rồi người khác không có vậy rồi. Chứ hồi đó đó là băng đạn Trần Thái Văn nghĩ là con gà Chí Tài của mình á không có khả năng tiếng Anh, thành mày chỉ có thể ngồi đây suốt đó, đời thôi. Sự tưởng tượng của anh hay là anh tôi thấy... có thể khẳng định quý vị đồng hương ở đây rất nhiều người có trình độ đúng không ạ, họ sẽ tự đánh giá được là Khải nói có lý hay không. Thì nói chung giống như Nguyễn Quốc Lân, anh thấy không, chỉ có bán cái ghế đó mấy chục năm đâu có giờ, được okay. Gì khác đâu. Thì bây giờ Chí Tài cũng vậy, họ tính là Chí Tài sẽ ngồi cái ghế thị trường đó làm bù nhìn cho giờ... Trần Thái Văn sai khiến mấy okay. chục năm. Khải Đào, bây giờ mình nói Tạ Đức Trí ha, với cái số phiếu của đồng hương của chúng ta ha, cái số phiếu cử tri của đồng hương ở trong cái district mà đại diện để mà được bầu cho cái chiếc ghế dân biểu tiểu bang của Thu Hà và Tạ Đức Trí á, thì bao nhiêu phần trăm theo Khải Đào đón, bao nhiêu phần trăm sẽ bỏ cho Tạ Trí để thẳng mình nói chuyện Thu Hà sau? Thưa anh và kính thưa quý vị còn nhớ khi mà những người như Khải tổ chức kêu gọi mà bãi nhiệm anh ta đó, thì anh ta than khóc, anh ta nói là những người như Khải là cộng sản. Anh nhớ mình rất bị chụp mũ cộng sản nhiều lần đúng không ạ? Anh ta nói là những người như anh ta là hù về Việt Nam Cộng Hòa từ thù An Lộc đúng không ạ? Thì lúc đó anh nhớ là anh ta còn được nói chung là cũng 60% số phiếu gì của đồng hương mình để gọi là bảo vệ anh ta đúng không ạ? Thì Khải sẽ giải thích thêm cái lý do là không phải là đồng hương mình bỏ phiếu cho anh ta, mà tại vì đó là cái vấn đề là những người tổ chức bãi nhiệm đó anh không có đưa ra được cái replacement candidate, tức là cái người thay thế anh ta đó cũng chưa có tầm cỡ, chưa có xứng đáng, chưa có bỏ thì không, giống như Khải nói giờ anh đập hết cái nhà này đi nhưng mà Khải không đưa show cho anh thấy là Khải có thể replace nó bằng một cái nhà tốt hơn đúng không ạ? Thì người ta nói thôi mày quên mày đi đúng không, tao cứ dày lại good rồi. Họ phải chấp nhận Chí Tà. Thì bây giờ trở lại cái vấn đề Chí Tà đó anh, giống như Khải nói hồi xưa họ còn tin nghe lời Chí Tà nói tôi tự thù An Lộc tôi này, bây giờ hỏi anh, bây giờ họ mới biết là thành phố sắp phá sản đúng không ạ? Mà anh ngồi trong cái hội đồng thành phố mấy chục năm trời
anh làm thị trưởng mười mấy năm trời, anh không hề cho chúng tôi biết là thành phố là lúc nào cũng là bị thiếu. Cách đây bốn tuần có một bài báo ở bên ở trên nhật báo Người Việt đưa ra phỏng vấn ông thị trưởng Tý Tạ đó, thì nó ông tuyên bố là thành phố không có thể nào mà bankruptcy ở Khánh Tự. Thì tại sao chính ông nói như vậy mà tại sao anh là phải nghĩ thứ nhất gì? Nếu mà như vậy hóa ra là anh nhớ trước đó mấy ngày cả một cái thành phố họp đúng không ạ, họp chính thức từ thứ tư, cả cái thành phố anh nhớ phát biểu không? người dân ta phát biểu phát biểu cả trăm người thì hầu hết là 100% là chửi ông, nói mày phải bỏ cái dự luật đó vào cái lá phiếu để tháng 11 này cư dân người ta quyết định có tiếp tục gia hạn cái mức thuế này hay không. Có nghĩa là thay vì như chị trả 7.75% thuế thì phải trả 8.75. Nếu không thì thành phố sẽ phá sản. Mà kính thưa quý vị, cái đó là cái nhận định, cái lời mà là gì đó, cái kết luận của nhân viên, của chuyên viên, của chuyên gia thành phố, kể cả ông cảnh sát trưởng, mọi người đều lên trình bày như vậy hết. Chỉ có cái tay Charlie Nguyễn Mạnh Chí là ngu dốt đến cái độ mà nói thôi tôi nhường, để tôi bỏ phiếu trắng để coi những cái người mà kế nhiệm người ta đến người ta sẽ quyết định. Thì cả một cái hội đồng thành phố người ta trợn mắt, người ta nhìn cái thằng khùng này hết, anh biết không? Ok, okay. Bây giờ tí nữa mình nói về cái chiếc ghế của Trần Nguyễn là mình chết. Có nghĩa là nếu mà giống như phải nói cái kỳ đó vào cái ngày 12 tháng 8 vừa rồi đó, họ không thông qua cái dự luật để tháng 11 này cư dân bầu đó, thì chắc chắn thành phố sẽ phá sản. Cái đó là không phải Khải nói mà ngay trong buổi họp có thâu hình lại. Ok, bây giờ Khải Đào, bây giờ cái chiếc ghế dân biểu tiểu bang của California mà hai người gốc Việt vào chung kết đó, đó là Dorian Nguyễn Thu Hà và Tạ Đức Trí. Mà bây giờ như vậy là cái số phiếu cử tri của đồng hương rất là quan trọng, đúng không nè? Đó, thì anh nghĩ là cái số phiếu đó hiện tại đến bây giờ đó thì cử tri của đồng hương của chúng ta còn bao nhiêu phần trăm tín nhiệm ông Tạ Đức Trí và sẽ cho một người mới, đó là cô Nguyễn Thu Hà. Thưa anh, bởi vì Khải nói giờ mình nói thẳng con số đúng không ạ? Thì giống như Khải nói, nội mà thành phố Washington không là có 50 mấy ngàn cử tri ghi danh, đúng không ạ? Thường trong đó cứ cho là Việt Nam mình có 25 ngàn đi, đúng không ạ? Mà thường mỗi lần mà Tạ Đức Trí đắc cử thường là 15 ngàn phiếu, đúng rồi, đúng không ạ? Thì có thể hồi xưa đó thì có 10.000 phiếu người Việt, 5.000 phiếu người Mỹ hoặc là những người không phải người Việt. Nhưng mà giống như Khải nói kỳ vừa rồi đúng không ạ, anh ta cũng có đúng 15.000 phiếu, đúng không ạ? Tức là trong cái kỳ sơ bộ vừa rồi đó. Nhưng mà kính thưa quý vị, trong kỳ sơ bộ vừa rồi đó là cái địa hạt này nó lớn gấp 5 lần thành phố Westminster, đúng không ạ? Thì ý Khải nói đây á, thay vì như nội một cái thành phố Westminster không đó, thì Chí Tạ đúng ra là phải giữ được cái phiếu của cư dân của thành phố mình rồi, đúng không ạ? Tức là bình thường phải nói là chống bãi nhiệm anh ta cũng có 12.000 phiếu, đắc cử thị trưởng anh ta có 15.000 phiếu. Nhưng mà cái kỳ vừa rồi sơ bộ cả một cái địa hạt cả triệu cử tri, lớn gấp 5 lần Westminster, anh ta cũng chỉ có 15.000 phiếu thôi. Có nhiều người nói là tại vì nhiều người ra ứng cử quá nó chia phiếu, đúng không? Nhưng ý phải nói đây á, là hồi xưa đó cử tri gốc Việt coi Chí Tạ là con cưng của cộng đồng, đúng không ạ? Và Westminster, cư dân Westminster coi Chí Tạ là đô trưởng của họ. Nhưng mà giống như Khải nói, qua những cái vụ việc gần đây bị bà Kimberly Hồ Bảo phanh phui và những cái lời tố cáo của Khải bao nhiêu năm nay, từ từ đồng hương mới thấy là những cái lời cáo buộc Khải hoàn toàn là sự thật, Khải không hề bị đặt, không hề dựng chuyện, đúng không ạ? Anh nhớ là từ cái lần đầu tiên Khải tranh cử, Khải làm việc với anh á, là Khải nói cái gì, Khải lôi ra cái chuyện bỏ cả $100 triệu để xây cái đồn cảnh sát, xây cái bãi đậu xe cho chim ỉa đồ này kia, anh nhớ không? Tất cả những cái chuyện đó bây giờ nó là có thật hết, Khải không bịa chuyện. Và khi mà thành phố sắp sửa phá sản thì anh chàng này nó nhảy tàu, nó muốn đi lên Sacramento để nó có lương bổng cao hơn, và nó đẩy lại cho những người như Nam Quang, Charlie, Nguyễn Mạnh Chí để mà hứng, đúng không? Thì hỏi anh như vậy là con người có trách nhiệm hay không? Khi mà nói xưa như vậy đó, thì anh nghĩ bao nhiêu phần trăm là đồng hương hiểu được những cái điều này sâu xa giống như anh nói nãy giờ? Thầy nghĩ bây giờ đồng hương thấy hết rồi. Ý thầy nói đây á, là hồi xưa khi mà còn có ăn đó anh, tức là ý thầy nói là cả một cái băng đảng của anh làm bình phong, bù nhìn, anh giữ cái vai trò đô trưởng,
để tay chân bộ hạ anh điêu đúng không, bôi trơn rồi tống tiền tùm lum, anh đóng dấu anh kiếm tiền nguyên một cái cái băng đảng của anh là coi như là hoạt động Tại để sao điều gì anh có thấy một cái hình ảnh và cái chứng minh là bôi trơn hoặc là ổng thì ổng lo ổng đóng dấu ồ vào? phải có chứng minh chứ. Quý vị lên phố Busa TV, quý vị tìm lại những cái clip mà Ngô Kỷ khẳng định 100% là Ngô Kỷ có bằng chứng không thể chối cãi là ông Phạm Hoàng Bách là coi như là làm ăn với Việt Cộng, và cái tiền mà để mà xây dựng cái Busa Road đó là do tư bản đỏ đứng sau lưng tài trợ. Ngô Kỷ khẳng định 100% nói là có bằng chứng không thể chối cãi và quay lìa cái máy qua. Trí Tạ thằng em tôi nè, nó ông cẩn thận có gì Trí Tạ, có nghĩa là lôi Trí Tạ ra và ý nói là tao có làm việc với Trí Tạ. Thì đúng một tuần sau tự nhiên anh thấy là không còn biểu tình, không còn lên án, không còn chống đối, không còn gì nữa. Ngô Kỷ đi ăn uống với Phạm Hoàng Bách, nhận bắt tay, nhận làm bạn bè. Ra bây giờ anh thấy Ok. xây cái Bosaro lên miễn thuế 25 năm. Thì Khải chỉ hỏi Đồng Hương thôi, nếu mà ngay tuần trước Khải khẳng định nguyên một cái nhà này của anh là tiền của cộng sản, thì tại sao một tuần sau tự nhiên là cái chuyện đó nó biến mất? Anh đã hiểu rồi, thì là làm sao, tức là anh có chứng minh cho Khải thấy là ồ anh đã đi vay tiền của những người quốc gia, anh đuổi mấy người cộng sản về để anh lấy tiền tiền gọi là tiền sạch, tiền của người quốc gia để anh xây dựng không, mà tự nhiên tuần trước thì anh chống, tự nhiên tuần sau anh quay mặt Ok, anh ủng hộ. bây giờ mình nói mình focus vô trong cái bầu cử trước, rồi một tí nữa mình đào sâu về những cái sinh hoạt chính trị của cộng đồng giống như nãy giờ anh nói đó. Tại vì khi mình nói như vậy thì nó loãng đi nha. Bây giờ nè, với anh thấy không, Garden Road thành phố cái cử tri gốc Việt nó nhiều hơn là cử tri ở Dạ. Westminster phải không? Garden Road ở cái dân số nó gấp 2 là dân Đúng. số Dạ. Westminster, và cái cử tri gốc Việt thì nó cũng gấp rưỡi Dạ. phải không? Mặc dù phần trăm thì không bằng Đúng, đúng, Westminster. Dạ. mình không nói phần trăm, mình nói Dạ. cái con tổng số. Dạ. Ok, Garden Road thì cái cô Thu Hà đang là nghị viên bên đó ha, và cô thắng áp đảo cái vòng sơ bộ, cô thắng rất là áp đảo, hình như bốn mấy đến 50% nữa Dạ, phải đúng. không, mà trong khi Tạ Đức Trí chỉ có 15% thôi. Dạ. Thì bây giờ trong cái Westminster là cổ có lấy được phiếu ở đồng hương Westminster hay không, và Tạ Đức Trí có thể lấy được phiếu của đồng hương mà ở tại Garden Road hay không, và Thưa cái xác suất như thế nào? anh có nhắc đến cái video clip họ mới làm. Thứ nhất là họ nói là thành phố Westminster không bao giờ có thể phá sản, là anh thấy một cái câu nói láo không biết mắc cỡ rồi. Giống như Khải đã trình bày, cảnh sát trưởng xác nhận, tổng quản trị xác nhận là thành phố sẽ phá sản nếu không tăng thuế, đúng không ạ? Đó là điều nói láo thứ nhất. Điều nói láo thứ hai, họ nói là đừng tin báo người Việt, đừng đọc báo người Việt, đừng nghe CNN, đừng xem OC Register, đừng đọc LA Times, chỉ cần nghe những kênh YouTube của bọn họ thôi. Có phải không ạ? Thì kính thưa quý vị, chính truyền thông báo chí Hoa Kỳ đã đăng tải, đúng không ạ? Đã đánh giá họ là cái bọn trẻ con, đúng không ạ? Đám con nít học high school, thành phố sắp phá sản mà không có bao giờ mà họp mà đưa ra những cái chuyện gì đích đáng để mà bàn luận, toàn là cãi nhau những cái chuyện vô Khải bổ. Khải quay lại, Thì quay lại, quay cái lại. đó là cái truyền thông báo chí Bây giờ chính quay lại, xấu. bây giờ mình nói cái con số bầu cử đi. Thì bởi Rồi vậy tí anh nữa mình Khải mới mới đào sâu vào không cái râu ria sau. thì bởi vậy Khải mới nói, thì như vậy thứ nhất cho Khải thấy là người bản xứ đó anh, không cử tri không phải người Việt đó. Cái người nào mà có đọc báo, có tin tưởng báo chí truyền thông đó thì hầu như sẽ không có ai bỏ phiếu cho Trí Tạ. Đó là điều đầu tiên. Điều thứ hai, hắn cũng không có đủ khả năng tiếng Anh để đi vận động. Thành ra gần như đối với tụi Khải á, cái số phiếu mà trong sơ bộ hắn có được 15.000 đó là hoàn toàn phiếu Việt Nam. Đúng không ạ? Mình có thể nói 80-90% là phiếu người Việt thôi, chứ không có phiếu của người bản xứ hay là Rất người mà không phải người Việt. ít. Còn cô Thu Hà, đúng không ạ? Thứ nhất, cổ là đại diện cho đảng Dân Chủ. Đảng Dân Chủ hoàn toàn ủng hộ Đúng rồi. cổ có phiếu của cả một cái đảng. Và cổ là cũng một tiến sĩ, của một người gọi là Khải không nhớ được từ, bác học gì, đúng không ạ? Nhưng mà cũng là một viện sĩ, một người làm việc professional, chuyên gia. Và cũng không có tai tiếng gì hết, không có bị báo chí người ta khuyên, người ta chửi, đúng không?
Còn cái chính Khải viết báo, Khải nói là và chính bà Kim Lê, nghị viên Kim Hồ nói là FBI đang điều tra Chí Tạ, Chí Tạ có khả năng bị điều tra và sẽ đi tù mà. Đúng không? Khải yêu cầu Chí Tạ phải từ chức. Thành ra cái chuyện cho dù là bây giờ như anh hỏi Đồng Hương có tin, bây giờ không còn tin tưởng Hiếm nữa hay không, mình khoan nói. Nhưng mà nội cái là Khải thấy... Mình nói cử tri chứ mình đó, nói Đồng Hương. Cử tri là những người không phải Việt Nam, không có bị Him gọi là truyền thông mà tay chân của Him mà mị đó, thì hầu như không có ai sẽ ủng hộ Chí Tạ. Trong khi đó Khải không có thấy cái lý do gì để mà Đảng Dân Chủ người ta bỏ rơi bà Thu Hà. Không, rõ ràng là cái bà Thu Hà được tổng cục Orange County của Đảng Dân Chủ support cho bà Thu Hà. Yeah. Và cho và để gây quỹ rất là mạnh. Trong khi đó thì ở bên đây chưa nghe nói là Cộng Hòa, Đảng Cộng Hòa ủng hộ cho ông Tạ Đức Chí. Rõ ràng như vậy chưa ủng hộ bất cứ ai hết. Yeah. Trong cộng đồng của chúng ta ngoài bà Janet Nguyễn thôi. Anh còn nhớ trong kỳ sơ bộ không? Ừ. Họ cứ cãi nó đó, cái đó không phải là Đảng Cộng Hòa, nhưng mà rõ ràng họ cũng là hiệp hội những người Đảng Cộng Hòa. Đúng. Và họ không hề ủng hộ Chí Tạ, họ ủng hộ cho có một cái bà Mỹ nào đó. Có một điều ở đây đó, cũng là, có thể là rumor, nhưng mà nó cũng có thể ảnh hưởng đến Thu Hà, đó là Thu Hà là con cưng của Đảng Việt Tân, thì theo anh thấy thế nào? Kính thưa quý vị, có thể là thời cách đây bao nhiêu năm trước, nhiều người thấy giống như Khải là chống Việt Tân, đúng không ạ? Thì thật sự sắm này Khải giải thích, tại vì cái lý do là hầu như Việt Tân là ủng hộ những con gà dân chủ. Và trong thời gian đó, giả dụ như ông Lu Correa đối đầu với thượng nghị sĩ Tranh Ánh Nguyễn, rồi sau này Jose Soares, rồi sau này là cũng thêm một lần cái cô người Mỹ gì đối đầu với ông Andrew Đỗ, thì hoàn toàn Khải đã nói là Khải phải bảo vệ ứng cử viên gốc Việt, thành ra Khải đối đầu với Việt Tân. Nhưng mà sáng hôm nay Khải nói luôn là hôm nay thì cái thế nó ngược lại, là giống như Khải nói bây giờ những cái thành phần to mồm chống cộng vỗ ngực xưng tên là vua, biểu tình vua chống cộng gì bên đây, là Khải nói không khác gì Hoàng Duy Hùng. Tức là bây giờ đã nhận tiền, đã coi như là ăn cơm chúa múa tối ngày, là đã quy thuận triều đình, đã làm tay sai cho Việt Cộng hết rồi. Thì chỉ còn cái tổ chức mà Khải cảm thấy ít nhất là Khải nghĩ là chưa đến độ mà Khải nghĩ là họ có cái nhu cầu để mà phải là gọi là quy hàng cộng sản á, là Đảng Việt Tân, đúng không? Anh nghĩ vậy, Khải nghĩ như vậy. Okay, tại vì họ muốn thay thế, họ muốn là đối trọng mà. Okay, họ có lý do. Đúng không ạ? Còn mấy cái thằng kia thì cả đời khô rách áo ôm mà vô homeless chi phèo thì nó giờ... sẵn sàng nó nhận tiền. Giờ mình tổng kết lại cái chức vụ dân biểu tiểu bang giữa anh Tạ Đức Trí và cô Nguyễn Thu Hà. Nguyễn Thu Hà thì đặc biệt có nguyên cả đứng đằng sau là Đảng Dân Chủ ủng hộ và rót tiền vào. Trong khi Tạ Đức Trí thì Đảng Cộng Hòa không có ủng hộ 100%. Và cũng không rót tiền, tự ảnh đi kiếm tiền. Với cho Khải nói thêm điểm nữa, hồi nãy mình có nói, anh còn nhớ Khải nói không, cách đi 2 năm Đảng Cộng Hòa người ta bật đèn xanh cho bà Janet Nguyễn ra ứng cử để bứng đi Thao Lê Diệp. Mà Thao Lê Diệp là ai? Thao Lê Diệp là lúc đó là dân cử gốc Việt cao cấp nhất trong cái băng Trần Thái Văn. Okay. Tức là nếu mà không nói đồng nghiệp, đàn anh đàn em là coi như sát cánh với Chí Tạ. Có nghĩa là Đảng Cộng Hòa họ cũng coi như là đào thải cái băng này rồi, thưa anh. Như vậy thì như vậy thì mình thấy rõ cái con số. Bây giờ cái vòng sơ bộ đó quý vị, cái vòng sơ bộ là có từ khoảng 4-5 người để mà vào ứng cử cái chức vụ dân biểu tiểu bang của California. Thì ông Tạ Đức Chí chỉ có 15%, trong khi cô Nguyễn Thu Hà có 42 đến 50%. Yeah. Như vậy đó. Và cái thứ hai nữa thì hình như là cái con số về cử tri của mainstream, họ đi bầu, họ vẫn bầu cho bà Thu Hà nhiều hơn là bầu cho ông Tạ Đức Trí hoặc là những người Cộng Hòa. Mình thấy như vậy, tại vì mấy người kia có 8%, 10%, 2%, tới 5 người là Đảng Cộng Hòa luôn mà. Yeah. Đó. Và nếu mà thật sự nói chia phiếu thì mình không có nghĩ là chia phiếu, là tại vì sao? Nếu mà Đồng Hương và Đảng Cộng Hòa mà thích một người nào thì họ dồn cho người đó chứ không chia phiếu gì cả. Mà ở đây thì Tạ Đức Trí, nếu để mà xây sở mà thuyết phục được Đồng Hương bỏ phiếu từ cả, không những Garden Grove, không những ở Westminster và nhiều thành phố mà thuộc về district đó đó, Đồng Hương của chúng ta mà bỏ hết là cũng cả gần cả 100.000 người đó chứ,
Thì nếu mà để thuyết phục được đồng hương thì anh nghĩ con Nguyễn Thu Hà phải làm gì và ông Tạ Chí phải làm gì để nhận được cái số phiếu nhiều nhất của đồng hương thôi, chưa nói mainstream. Thì thưa anh, giờ thì... mình công bằng mà nói vậy. Dạ. Hả? Thứ nhất là giống như anh Chris Văn nói, thưa quý vị, rõ ràng là bà Thu Hà cái kỳ sơ bộ bà không hề vận động, bà chỉ có cấm vài ba cái bạn cho có thôi, đúng không ạ? Không hề quảng cáo, không hề phỏng vấn, không hề ra mắt, không hề vận động, không hề kêu gọi, không có một cái tiếng nói, không xuất hiện gì hết, đúng không ạ? Mà cũng chẳng có phải là cấm. Bây giờ quý vị ra thử đi khắp đường phố Lilo Sài Gòn đấy, quý vị đi đâu là cũng thấy giống như là rợp cờ, rợp bạn hết, đúng không ạ? Của mấy băng đảng đồ này kia, hoặc là Hồi Đó Chí Tả đồ này kia. Chứ còn bà Thu Hà, bà chỉ cấm cho có vài tấm bạn thôi. Nhưng mà kính thưa quý vị, thưa anh Chris Phan, giống như anh vừa nói, bà có 40 mấy% tổng số phiếu, đúng không ạ? Thì mình thử làm tính nha. Giống như anh nói cho là bây giờ nói Cộng Hòa Dân Chủ đi, nói bà này tại vì bà có một bình thôi, đúng không ạ? Thì bà mới... Thì bây giờ mình nói, nếu mà đúng ra phải 50-50, đúng không anh? Đảng Cộng Hòa 50, Đảng Dân Chủ 50. Thì kính thưa quý vị, nếu mà bà có 40% phiếu như vậy là gần như bà có 90% số phiếu của những người Dân Chủ rồi, có phải không anh? Mà anh thấy á, trong thống kê đó, kể cả ông Joe Biden hay ông Donald Trump, đúng không ạ? Có bao giờ người nào mà được đảng ủng hộ 90% không? No. Đó là chưa kể nếu mà nói ông Chí Tài là con cưng của cộng đồng, thì những người Dân Chủ gốc Việt cũng phải có người xé ra bỏ phiếu cho ông Chí Tài chứ. Ông chống cộng cũng là hậu duệ, ông con cưng cộng đồng mà. Chưa kể những người như bà Kimberly Hồ bỏ ra nửa triệu đô la để vận động. Thì bà là phụ nữ, bà là tiến sĩ, dược sĩ, bà là doanh nhân thành đạt, thì bà cũng phải lấy được một số phiếu của người Việt Dân Chủ hay là những người Dân Chủ chứ. Nhưng mà cô Thu Hà cũng vẫn có 40 mấy% phiếu, thì anh thấy rõ ràng là cũng nắm được biết bao nhiêu cái như vậy. Với anh thì bây giờ mình tổng quát lại là cô Thu Hà nhiều cơ hội ông hơn ông Trí. Với anh, đối với Khải thì Khải xin lỗi, cô Hồ muốn là trình, nhưng mà đối với Khải là cái chuyện đó không có gì để phải suy nghĩ, không có gì để phải bàn cãi nữa. Là anh nghĩ tại vì thứ nhất là Trí Tài không xứng đáng. Bây giờ anh có ở trong cái district của mấy người đó không? Khải có. Dạ. Yeah, với anh bỏ phiếu cho ai? Chắc chắn là Khải, tức là nếu mà Khải không bỏ phiếu cho Khải để mà make sure Chí Tạ thất cử thì Khải sẽ phải bỏ phiếu cho bà Thu Hà. Tại vì Khải thấy là Chí Tạ không xứng đáng. Không xứng đáng là giống như anh nhớ qua cái trường hợp cái cô với anh là mình... cái, anh có cái một cái điều gì khúc mắc cá nhân đối với ông Chí Tạ hoặc là băng đảng của ông Chí Tạ mà anh lại không muốn bỏ phiếu cho họ? Thứ nhất, họ vô trách nhiệm, đúng không ạ? Họ không lo cho quyền lợi chỉ vậy cho thôi. Cộng đồng của thành phố, đúng không ạ? Tức là bằng chứng là bây giờ thành phố sắp phá sản, mà quý vị đồng hương mình bao nhiêu năm nay có ai biết không? Trong khi đó cách đây 10 năm khi mà Khải đã ứng cử, Khải đã cảnh báo, Khải đã la làng rồi, đúng không ạ? Nhưng mà hồi đó họ gạt Khải qua một bên, họ nói thằng nói láo, thằng này cộng sản. Mà bây giờ sự thật không lấp, không che đậy được nữa thì mọi người đều biết. Điều thứ hai, họ vô đạo đức, đúng không ạ? Khi mà họ trù dập, họ tấn công Khải, họ là ai? Tức là Chí Tạ và băng đảng, đúng không ạ? Nguyễn Quốc Lân, Trần Thái Văn, rồi sau này Charlie Nguyễn Mạnh Chí sử dụng những thành phần như là Nam Quan, những phần cần như là Ngô Kỷ Va, từ từ Khải không muốn nêu tên những thành phần rác rưởi cặn bã, tức là những thành phần mà côn đồ lưu manh, văn tục chửi thề, sử dụng bạo lực, đòi chụp mũ, đòi gọi là văn tục bôi nhọ những người đối thủ của họ. Anh có sợ không? Nếu mà sợ thì từ đó như sao Khải vẫn tiếp tục Khải làm công việc này, đúng không anh? Nhưng rồi anh thấy là nếu mà nói là một người thật sự có tâm với cộng đồng, tại sao anh đòi phải đưa Tyler Diệp vào làm tổng quản trị của thành phố? Anh nghĩ Tyler Diệp có khả năng, có cái đủ tiêu chuẩn, đủ gọi là kinh nghiệm, khả năng để làm tổng quản trị không? Thì đúng dù mà. Sao cũng là người Việt, anh nói có người Việt là anh ủng hộ mà. Nhưng mà người Việt, đúng không ạ, là phải ít nhất là thích hợp cho cái vai trò đó, đúng không ạ? Khải đã nói rồi, cái chức nghị viên á, nó không khác gì cái vai trò như chưa bằng lý trưởng nữa, đúng không anh? Mình đã nói ông xã chắc ba hồi xưa rành mấy cái đó, tức là cái thời giả dụ như là ba bác Nguyễn Mạnh Cường là nghị viên của Hà Nội, là anh biết rồi, cái đó là ông hội đồng tỉnh hay như ba anh hay là gì nó khác. Còn xin lỗi anh, kể cả xã xệ ở Việt Nam á cũng có quyền kêu gọi là lính lệ bắt giam mình, đúng không? Phạt hèo, phạt tiền. Rồi, còn cái nghị viên hội đồng thành phố nó không có một cái giá trị. Ok, gì hết. Bây giờ cái như vậy là theo cái so sánh của anh thì tôi thấy cái xác suất mà để cho đồng hương bỏ phiếu
cho hai người. Cái quan trọng là chúng ta nên bỏ phiếu, không cần biết. Quý vị cứ hãy, chúng ta đã mất đi biết bao nhiêu, 47 năm ở tại Việt Nam không được tự động mình đi bỏ phiếu, mình mất cái tự do đó, mình mất cái tự do để chọn người đại diện cho chúng ta. Ở bên Mỹ mình có được cái quyền đó, và có được cái quyền mà thấy lớn lắm chứ không phải nhỏ đâu. Đó là cái quyền mà mình bỏ phiếu cho một ông tổng thống mà cường quốc nhất thế giới, là cái đó là cũng là cái sự hãnh diện rồi. Vâng, bây giờ mình lại được cái, mình lại được cái quyền bỏ phiếu cho những người mình thích nhất, là đồng hương của chúng ta, ứng cử viên đồng hương của chúng ta. À, dù cho quý vị thích cô Nguyễn Thu Hà thì cứ bỏ Nguyễn Thu Hà, quý vị nào thích anh ông Tạ Trí cứ bỏ cho ông Tạ Trí, hãy đi bầu nha. Với Chris là hãy đi bầu, còn cái chuyện mình thích ai mình có quyền, cái đó là cái quyền của mình và cái sự suy nghĩ của mình. Nếu quý vị không, khi mà quý vị bỏ phiếu, quý vị phải để ý và hãy cân nhắc và tìm hiểu thử ứng cử viên đó có đáng cho mình bỏ phiếu hay không. Chứ không phải chỉ có người Việt là mình bỏ phiếu, tại vì người Việt nói như ông Khải Đào đó là người Việt, nhưng mà ít ra cũng phải xứng đáng với cái chức vụ đó, khả năng đó. Vâng, bây giờ mình cảm ơn anh mới nói vậy chứ không phải cãi anh đó. Tức là cho Khải nói tiếp là Khải tức là xin ủng hộ lặp lại cái lời của anh Chris Phan mới nói, có nghĩa là không có nghĩa là mình đi bầu và không có nghĩa là mình cứ tiếp tục bỏ phiếu vô tội vạ. Đúng rồi. Tức là giống như hôm bữa Hà nói, mình phải hiểu mình là người tiền nhân cộng sản. Mình đối diện với tử thần, mình đánh cược cái mạng sống của mình và cả triệu người Việt mất mạng trên đường đi tìm tự do để mình có được cái cộng đồng ngày hôm nay. Giống như anh nói, ở vùng này mình có mấy trăm triệu lá phiếu. Đúng không ạ? Cái lá phiếu này nó có ý nghĩa, nó linh thiêng, nó giá trị lắm. Mình đừng có làm mất đi cái ý nghĩa của lá phiếu của mình khi mình cứ nghĩ kệ nó nói vậy thôi, này nó dễ thương, nó hiền, mình bỏ cho nó, mà vô tình mình dung túng, mình dung dưỡng cho tội ác. Anh hiểu không? Nó mà trở lại cái vấn đề giống như Khải nói, báo chí truyền thông địa phương khi mà người ta lên tiếng như vậy là có lý do, tức là người ta phải bất mãn lắm rồi người ta mới phải nói ra. Đúng không? Tức là như vậy là người ta nói mình không xứng đáng để là tị nạn trên nước người ta. Tại vì á, mình dung dưỡng cho những cái thành phần, tức là nó là du nhập những cái lối sống phi dân chủ. Bây giờ bắt đầu xuống tới cái chức vụ ở thị trưởng thành phố Westminster. Quý vị khi nghe chữ Westminster là nó bao trùm cái Lý Lô Sài Gòn gần như là 80%, Garden Road khoảng 20% thôi. Cho nên Westminster, Lý Lô Sài Gòn là Westminster, mà Westminster cũng là một nơi, cái thành phố nó bao gồm Lý Lô Sài Gòn. Nó rất là quan trọng đối với đồng hương Việt chúng ta, tại vì chúng ta sinh sống ở đây đông, sinh hoạt đông, và văn hóa phong tục cho tới tất cả những cái sinh hoạt của chúng ta ở tại Westminster Lý Lô Sài Gòn đây. Chúng ta đi, chúng ta mang theo quê hương và chúng ta đã xây dựng được một cái Lý Lô Sài Gòn, thì những cái người mà đại diện cho chúng ta đó vào cái mainstream, là gọi là dòng chính của Mỹ đó, là vào cái thành phố, hội đồng thành phố. Hiện tại cái chức vụ thị trưởng, thị trưởng lớn lắm ạ. Thành phố thị trưởng là lớn nhất rồi. Dạ đúng rồi. Không? Dạ. Thị trưởng có ba người, đó là cô Kimberly Hồ, ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí và anh Tài Đỗ. Xin anh giới thiệu từng người đi, anh dành những người này tại vì anh đi họp hội đồng thành phố hỏi. Ok, thứ nhất anh nói về ông Tài Đỗ đi. Kính thưa quý vị, bây giờ lướt nếu mà anh hỏi á, là tại sao Khải ủng hộ bỏ phiếu cho Tài Đỗ thì Khải sẽ giải thích là Khải ủng hộ không phải là cái lý do là ông ta xứng đáng làm thị trưởng. Khải nói thẳng luôn nha, tại vì Khải đã giải thích rất là nhiều lần rồi, đã Khải nói đối với Khải thị trưởng không bằng một cái tên lý trưởng ở Việt Nam nữa. Ông có nghĩa là anh chỉ có là một phiếu trong năm phiếu và hai tuần anh họp một lần. Không, mà bây giờ tại sao anh ủng hộ mà anh nói ông là exactly anh? Tại vì như vậy anh nhớ không, là cách đi mấy tháng là ông Tài Đỗ ông phải ra tranh cử với bà Kimberly Hồ để ông bảo vệ cái ghế nghị viên của ông. Đúng không ạ? Thì ông biết trước là nếu mà cách đây 2 năm chứ phải, thì nếu mà ông không ra đó thì đến chừng ông hết nhiệm kỳ đó thì ông không được quyền tranh cử nữa. Là tại vì sao? Tại vì kính vậy, khi mà nghị viên Tài Đỗ đắc cử đó là lúc đó chưa có chia ra khu vực. Lúc đó là cả thành phố cứ 2 năm bầu 2 người. Đúng không ạ? Cả thành phố bầu. Nhưng mà bây giờ chia ra làm 4 khu vực. Thì cái lúc đó mới 2 khu vực mới bỏ phiếu lần đầu tiên.
là cách đây hình như 2 năm đó, thì cái khu vực mà bà Kimberly Hồ bỏ ra ứng cử đó là nó nằm trong cái khu vực mà ông Tài Đỗ là sinh sống ở đó. Có nghĩa là ổng trên tinh thần là nghị viên, đúng không ạ? Mặc dù cái lúc ổng đắc cử là ổng không có khu vực, nhưng nếu mà hết nhiệm kỳ đến bây giờ nè, là khu vực, thì cái nhà của ổng là đã có người đại diện rồi. Tại vì họ đã chấm, tức là họ đã đưa cái khu vực của ông Tài Đỗ lên bầu đầu tiên. Anh hiểu cái đó. Okay. Thành ra cái lúc đó mà ổng không, mặc dù ổng đang là nghị viên mà ổng phải tranh cử, tại vì ổng không tranh cử thì đến bây giờ là ổng không được quyền tranh cử nữa, trừ khi nào ổng đổi địa chỉ giống như năm qua nó đi cứ ghi đại đi một cái địa vực ở khu đó, vực khác. Ok. Dạ, để. Bây giờ nói là tại sao anh lại ủng hộ ông Tài Đỗ và ông có cái khả năng gì? Ông có không cái... anh đơn giản cái vai trò chứ không phải khả năng. Ok, vai trò. Cái vai trò là nhiều người, nhất là bên những người ủng hộ Chí Tài hoặc là bản thân phe Trần Thái Văn đó, thì cho rằng là Tài Đỗ là troublemaker, đúng không ạ? Là cái tên phá rối. Nhưng mà đối với Hải, tiếng Anh nó gọi là whistleblower, đúng không anh? Tức là cái người mà vô mà khui ra hết, vặt hết những cái xấu xa trong nội bộ ra cho người khác thấy. Thì có phải anh đồng ý với Hải, từ lúc Tài Đỗ vô giờ 4 năm nay là cả một cái hội đồng thành phố nó gọi là nó tan hoang. Tan hoang là đối với những cái đứa đang lạm dụng chức vụ để mà trục lợi, để mà kéo bè kích đảng, để mà ăn trên ngồi chốc thôi. Anh hiểu không? Còn đối với những người như Hải thì mình thấy ồ, đây là cái cơ hội để mình gọi là công khai minh bạch mọi thứ, mình giúp xây dựng lại cái cơ chế, đúng không ạ? Cái thành phố nó sạch sẽ, nó văn minh dân chủ hơn. Thì trở lại, nếu thưa anh, Hải đã nói là đối với Hải cái chức danh thị trưởng nó không có nghĩa lý gì hết, nó cũng chỉ là thành viên hội đồng thành phố, cùng lắm nó có ba cái nón, tức là cái nón đầu tiên là khi họp thì anh cầm cái búa anh điều hành phiên họp, nhưng mà chấm dứt tranh luận rồi, khi mà bắt đầu bỏ phiếu thì anh ngang giống như mọi người, anh cũng chỉ chịu một phiếu thôi. Thứ hai, khi mà lễ lạy lễ lạc khai trương tiệm hay là đi họp mặt, anh có cái chức danh thị trưởng, anh đọc diễn văn, đúng không ạ? Thì thật sự nó không có gì ghê gớm, nó không phải là thị trưởng thật sự giống như những thị trưởng của những thành phố thật sự. Thành ra bây giờ đối với Khải thì cái chuyện họ bỏ tiền hoặc tranh cử là chuyện của họ, nhưng mà cái nhìn của Khải là như vậy. Khải nhìn cái hội đồng thành phố nó có 5 thành viên, đúng không ạ? Nếu mà bây giờ ông Tài Đỗ ông thất cử là ông out, ông không có vai trò gì trong hội đồng thành phố nữa, ông phải về vườn ông nghỉ, đúng không ạ? Trong khi đó giả dụ như là bà Kimberly Hồ bà có thất cử thì bà không là thị trưởng nhưng mà bà vẫn là nghị viên. Mà đối với Khải, cái team nó như vậy nó quốc là nhiều người nói là tụi này là tham nhân ban, nhưng mà anh thấy ông Tài Đỗ với bà Kim Hồ đâu có thích nhau đâu, hoặc là bây giờ bà Kim Hồ với ông Carlos đâu có đồng thuận với nhau đâu. Không, bây giờ mình nói là có nghĩa là ông Tài Đỗ với anh á là cái vai trò thì ok, nhưng mà khả năng thì cũng Khải không khe không... Có nghĩa là đúng không, mình Khải đã nói là cái thành hội đồng thành phố là cần có 5 thành viên và Khải muốn những người là coi như độc lập. Okay. Những người mà trong sạch. Bây giờ mình nói công okay. Bây giờ mình nói rồi, tới phiên bà Kimberly Hồ. Thì nếu mà công tâm mà nói đó, thì Khải phải công nhận bà Kimberly Hồ là nếu mà nói về lý lịch trên giấy tờ, nói về qualification, tiêu chuẩn đó, thì chắc chắn là bà là thích hợp sáng giá nhất. Nhưng Khải nói, Khải đã giải thích rồi, mình không có đi cưới vợ, mình không đi chọn rể, mình không có bầu một người để đúc tượng, để vinh danh làm lãnh tụ, lãnh đạo, làm trưởng tộc. Anh hiểu Khải nói không ạ? Đối với Khải, mình đang bầu để mà form tạo ra cái hội đồng thành phố. Thì cái hội đồng thành phố đó cần những cái thành viên, để mà có 5 thành viên để tạo thành một cái hội đồng thành phố, để 2 tuần họp một lần, để thông qua, để duy trì những cái đường lối chính sách cho thành phố, hoặc là làm tai mắt giám sát những nhân viên của thành phố, mà cụ thể là người tổng quản trị và ông cảnh sát trưởng. Với anh thấy bây giờ bà nói tới bà Kim Ly Hồ, anh nói về khả năng thì anh thấy bà thích hợp. Chắc chắn là bà hơn ông Tài Đỗ nhiều mặt chứ anh. Thứ nhất, ông Tài Đỗ là một trong những người đã làm 20 năm về cảnh sát. Nhưng mà nếu mà nói về, nếu mà một người thị trưởng thật sự nha, Khải đang nói là thị trưởng đúng nghĩa đó. Còn Khải đã giải thích nhiều lần đối với Khải, đây là cái hội đồng thành phố của một cái xã, đúng không ạ? Một cái thị xã lèo tèo nhỏ nhoi thôi. Thì nó là hội đồng thành phố quý vị chúng ta bầu chọn
để tạo ra, lập ra cái hội đồng thành phố, okay. Trong đó có 5 thành viên. Thì đối với cả thành viên đó là sao? Đạo đức, công tâm, khách quan. Như vậy là anh... tai mắt cho mình, giờ... không phải bầu ra CEO. Ok rồi, bây giờ tới phiên ông Charlie Nguyễn Mạnh Chí. Ông Charlie thì quá bất tài, ông là engineer nha. Không anh, bằng chứng thầy không nói láo nha. Quý vị coi ngược lại thầy nói thầy, okay. Mà thầy dùng cái từ, xin lỗi, dùng từ thằng thiết rồi này kia đó. Nhưng mà anh họp, thứ nhất, anh từng là phó thị trưởng. Anh làm nghị viên 4 năm rồi. Mà cái chuyện thành phố mà ngày 12 tháng 6 không thông qua, không đóng dấu, không gửi lên trên quận để quận người ta đưa vào cái ballot để tháng 11 này chúng bỏ phiếu đó, là thành phố sẽ phá sản. Và nếu mà sau đó cái hội thành phố kế tiếp mà người ta chấp nhận, người ta đưa vào cho chúng bỏ phiếu đó, thì thành phố chắc chắn sẽ mất ít là 12 triệu đô la. Đúng rồi. Cái đó, thưa quý vị, ngay cái tối đó là thành phố bỏ 3 tiếng đồng hồ để mà bà tổng quản trị, ông cảnh sát trưởng, chuyên gia, bao nhiêu người, người ta lên, người ta trình bày, người ta giải thích rồi. Mà cuối ngày anh ngồi anh đưa cái mặt mòn ra, tôi để cho hội đồng kế tiếp người ta quyết định. Thì hắn mới nói cả một cái hội đồng người ta nhìn anh như một cái thằng điên, một cái thằng ngu. Kính thưa quý vị, cái chuyện đó một cái người trên trời rơi xuống, đúng không ạ? Không có biết hết. Như vậy anh, với anh là Charlie Nguyễn Mạnh Chí không đủ khả năng ở trên cái cương vị của... không phải là lần đầu, rất nhiều lần như vậy rồi. Tức là khi mà Charlie ngồi bỏ phiếu đó, khi mà hắn đưa ra những cái câu mà phải thấy tổng quản trị với nhân viên người ta cứ mắt lên người ta nhìn, có nghĩa là hắn không nắm được vấn đề, hắn không biết một cái gì hết. Khải sẽ ra biết bà quý vị nào theo dõi cuộc họp hội đồng phố, Khải bảo đảm quý vị còn nhớ những cái chuyện đó. Chưa kể anh biết không, họp á, hắn ngồi xin lỗi nó hơi thô bỉ, mắt nách ra hửi rồi ngồi ngã nghiêng, ngồi đi toilet giật đầu gì tùm lum á, tức là làm những chuyện rất là bất lịch sự, rất là mỏi rợ. Như vậy bây giờ tóm lại, trong ba người anh thấy cái người mà xứng đáng nhất là bà Kim Ly Hồ. Nếu mà công tâm mà nói, xứng đáng nhất thì bà Kim Ly Hồ là bà là dược sĩ, đúng không ạ? Gia đình là chồng là bác sĩ, con cái thành đạt mà làm thành công, tiếng Anh lưu loát, người nói chung là tướng tá ngon lành, đúng không ạ? Nhưng thầy nói rồi, chúng ta không có bầu ra một người CEO, không, bây giờ không bầu ra một cái thị trưởng thật sự. Bây giờ quên cái phần đó đi. Bây giờ hiện tại là họ ứng cử cho vụ đó mà không, nói phải muốn đó. Duy trì hội đồng phố có tài đổ trong đó để mà có những cái thành viên sẽ là, phục vụ được như vậy cho là thành phố. Tài đổ phải đậu thị trưởng thì mới tiếp tục ở lại trong hội đồng. Còn nếu mà rớt là kẻ ao luôn. Đúng. Mà anh cứ tưởng tượng nếu mà không có tài đổ trong đó thì thiếu đi một cái tiếng nói, có thể họ cho rằng là exactly tiếng nói đối lập, ngang ngược hoặc là troublemaker, phiền phức, đúng không ạ? Nhưng mà đối với những người như Khải, Khải nghĩ anh cũng vậy, Khải thích những người có cánh như tài đổ trong hội đồng thành phố, okay, thì mới làm tròn cái vai trò là quốc vâng, đó tài mắt cho mình. Hy vọng từ đây đến trước khi ngày bầu cử, quý sẽ mời ông tài đổ lên đây nói chuyện với quý vị để ông chia sẻ những cái kinh nghiệm của ông, và ông có thể nói chuyện với quý vị về bất cứ đề tài gì. Chúng ta sẽ bàn luận vấn đề đó sau. Anh thì anh thích, anh sẽ bầu cho ông tài đổ để ông ở lại, phải không? Trong ba người thì Khải cũng chưa biết, nhưng mà Khải chỉ nếu mà nói về, nãy anh nói hồi nãy đầu tiên anh ủng hộ ông để anh giữ lại chiếc ghế, ít nhất có một người để đối trọng với những cái năm người kia. Tức là Khải giải thích theo cái nguyên lý. Dạ, đúng. Nhưng mà về cái khả năng thì hoặc là về cái mà thích hợp nhất là bà Kim Ly Hồ. Không, thưa anh, Khải đã nói là họ cứ có một cái nhìn đối với Khải là ngộ nhận, nó lệch lạc về cái vai trò thị trưởng. Anh hiểu okay, không ạ? Rồi. Không có đòi hỏi anh làm bác sĩ kỹ sư, anh đâu cần phải làm việc xây dựng tôi đâu. Nhưng mà thật sự ra thì nhiều nghị viên, 4 nghị viên và một thị trưởng, họ có thể đuổi bất cứ người nào trong đó. Bởi vì đó anh, nó quan trọng chứ. Đúng, bởi vì thầy mới nói là cần có sự độc lập. Ok, bây giờ bắt đầu là chức năng cũng là thành phố Westminster, là một 4 khu vực, tất cả 4 khu vực không? Yeah.
thì có khu vực mà tới ba người Việt, cũng là ba người Việt, ba người gốc Việt vào ứng cử. Người đó là ông Nam Quang, một người nữa thì là ai ta, Cô Terry cô Hồ. Terry, là cô Terry, vâng, Terry là Thanh Hương đó, phải không? Và một người nữa là ông Phạm gì đó, Ông Chi Phạm. Chí Phạm, Quang Nam Nguyễn, Terry Nguyễn và Chim bạn. Ok, bây giờ anh rất là anh nói về ông Nam Quang trước đi. Dạ vâng, thưa anh, kính thưa quý vị, hồi nãy Khải nói đó, Khải muốn ủng hộ đồng tình với cái lời khuyên của anh Chris Phan á, là chúng ta đừng có xem thường cái lá phiếu của mình, đừng có bỏ phiếu một cách vô tội vạ, nếu mà không nói là vô trách nhiệm. Khi mà chúng ta a dua về hùa, những cái người này đó, kính thưa quý vị, họ cứ nói là họ bảo vệ quyền lợi của cộng đồng, đúng không ạ? Nhưng mà họ không hề bảo vệ quyền lợi cộng đồng. Chúng ta phải hiểu cái mà họ muốn nói đây, cộng đồng đây là phe đảng băng nhóm của họ. Giống như có nhiều người nói là lúc Chí Tạ ấy họ gọi, Chí Tạ có bao giờ bắt điện thoại đâu. Có nghĩa là quý vị nhìn nè, bán cái miếng đất cho Chris Tống, đúng không ạ? Mà Chris Tống cho họ sử dụng Từ từ cái từ ngôi từ nhà đó. cái đó đến sau, bây giờ mình Thì nói vậy thôi, có nghĩa là Nam Quang họ đi. họ ủng hộ, họ muốn đưa tay chân như là Nam Quang Nam Quang với vào anh, trong Nam cái guồng máy của họ. nếu 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 như nói vậy, Nam Quang là tay chân của ông Tạ Trí à? Rõ ràng thưa anh, tức là và tay và chân, và và Khải đã thấy. và Chris cũng có thấy, mình không biết tay chân hay không, nhưng mà mình thấy là trên cái bảng, tất cả những bảng ứng cử viên không có để bất cứ ai endorse ai hết, nhưng mà trên cái bảng riêng của ứng cử viên Nam Quang thì đề endorsed by thị trưởng Tý Trạch, phải không nào? Đó thì mình không biết có liên quan như thế nào Nhưng mà bên trên. thưa anh Chris Phan, mình sống ở xã hội văn minh dân chủ chứ không phải cái thời phong kiến để mà cha truyền con nối, đúng không? Để mà ý nói là tao bổ nhiệm, tao đúng không ạ, tao qua đời rồi tao chỉ định là đứa nào sẽ kế thừa, đâu có cái chuyện đó. Anh bây giờ anh mấy chục năm nay anh không có làm được gì có lợi cho thành phố, anh bị dân rồi, bây giờ thành phố Theo bị anh thất thì nghiệp. ông Nam Quang có khả năng vào nghị viên hay không? Nam Về tiếng Quang Anh nè, về đối nhân xử thế nè, về khả năng nè, về có cái tầm nhìn, về cái chủ trương nè, về cái hình ảnh của một cái thành phố mà nó liên quan đến người Việt Nam của chúng ta chắc rất chắn nhiều. là Nam Quang phải có khả năng, họ mới sử dụng, họ mới endorse anh. Nhưng mà cái khả năng của Nam Quang á là khả năng mị dân, bịp bợm, chửi mướn, khen thuê, tức là khen thuê chửi mướn, tức là rất là thích hợp cho cái vai trò âm binh tay sai phục vụ cho cái băng đảng này. Anh thấy bao nhiêu năm nay, Điều gì 22 anh năm nay nói rồi, vấn đề đó? Điều gì mà anh anh phản? thấy bao nhiêu năm nay là những cái kênh của Nam Quang anh thấy lên suốt ngày là nói xấu phụ nữ, chửi nhau với đàn bà thôi, đúng không ạ? Từ chửi Nguyễn Phương Hằng đến blogger Nguyễn Ngọc Như Quỳnh, rồi cũng lôi Nguyễn Tiến Dũng, cũng lôi vợ của Nguyễn Tiến Dũng ra chửi, rồi chửi biết bao nhiêu người. Khải thấy suốt ngày toàn là nói xấu người này, rồi chửi bà Kim Lê Hồ. Anh thấy ai mà nói là nhà truyền thông mà gọi người ta là hồ ly tinh rồi này kia, sao mà hồ ly tinh là cái gì? Anh dựa vào cái gì để mà anh chụp mũ người ta hồ ly tinh? Anh hiểu cái không ạ? À, bây giờ mình không nói về cái cá tính mà Nam Quang chụp mũ người ta, hoặc là Nam Quang nói xấu người ta, hoặc là Nam Quang chửi thề, hoặc là Nam Quang dùng những cái ngôn ngữ rất là hạ cấp. Mình Đó. nói về khi mà vào ứng cử của chiếc ghế của nghị viên thành phố, là nó thuộc về mainstream rồi, Dạ. về cái hành chánh của người Mỹ rồi, của cái xã hội Mỹ rồi, chứ không còn Việt Nam nữa. Cho dù những người ứng cử viên gốc Việt của chúng ta rất là gần gũi cộng đồng Việt Nam, nhưng mà khi lên ngồi cái nghị viên của cái thành phố, là nó bao gồm cả cái cư dân hết tất cả của thành phố, phải là. Thì với anh, mình hỏi lại một câu nữa, thì Nam Quang có khả năng đó không, đối Thưa anh, cái tiêu chuẩn đầu tiên là như anh nói, đạo đức thì chính truyền thông Hoa Kỳ họ đã đăng báo, họ đóng dấu, họ khẳng định Nam Quang là fake news. Thì như Khải nói, cái tên này nếu mà anh nói, có bằng chứng gì cái đó là OC Register ôn lịch họ chứng? đăng, họ nói là fake news, mà chính ông cảnh sát trưởng, ông nói Nam Quang là fake news, thì từ đó báo Register mới đăng. Và Khải khẳng định cái đó. Rồi bây giờ cứ đưa Khải ra tòa, Khải chứng minh, còn không từ từ Khải cũng có ai cho tiền Khải in báo, Khải sẽ trưng ra bằng chứng, những cái bằng chứng đó hết, từ từ Khải trưng ra Ok. hết. Bây giờ trở lại, Khải nói là tiếng Việt Nam dân dã bây giờ mấy em nó gọi là dây thần kinh mắc cỡ bị đứt rồi, đúng không ạ? Ok. Còn hồi xưa đó gọi là cái đứa mà chơ chẽn chân cháo, anh tưởng tượng nè,
Bây giờ đó, nếu mà Khải với anh, giờ anh đi, anh ngồi anh có quyền lên lên án ông Phát Bùi, đúng không ạ? Cái ông đó tại sao mà chủ tịch mà đi ngồi đại sứ quán? Anh có thể anh không thích anh nói được, đúng không ạ? Nhưng mà mình là một cái thằng ngồi gọi là chú chén anh ngồi nhậu nhẹt lén lút nhậu với tổng lãnh sự bị người ta chụp hình đưa lên báo, và Khải có mặt, Khải làm chứng mấy tiếng đồng hồ. Nguyễn Hồng Phúc ngồi bên cạnh, Phùng Tuệ Châu cũng xác nhận là Nam Quang ngồi đó ăn nhậu. Và khi mà Nam Quang ra tranh cử ứng cử cách đây 2 năm, Phùng Tuệ Châu kêu gọi Việt Kiều yêu nước phải dồn phiếu cho Nam Quang. Mà mày đi mày ngồi mày lên án Phát Bùi chứ có phải mày là thằng vô liêm sỉ? Chưa kể anh, đúng không ạ, bị vợ đưa ra tòa vì cái tội bạo hành, đúng không ạ, vì tội thiếu tiền. Anh Nam Quang anh cứ kêu anh không nói. Đó là vợ Nam Quang thưa Nam Quang ra tòa, xin tòa phải ra cái lệnh cấm Nam Quang lại gần, cấm Nam Quang về nhà. Vì vấn đề hành hung, bạo hành, chưa kể là thiếu tiền child support, đúng không ạ? Mà lên ngồi với Tiến Dũng là giảng đạo, nói là mình phải thương con, mình phải này nói. Với anh thấy ứng cử viên Nam Quang có thuyết phục được cử tri của cộng đồng chúng ta đây nhiều không? Khải nghĩ mấy năm nay đó, là Nam Quang là qua cái guồng máy của họ, sau này có thêm phù thủy Lê Công Tâm, anh không sao lạ gì. Mày cứ đụng lên đụng SD, mày cứ đưa suốt ngày kỹ sư Nam Quang, kỹ sư Nam Quang, đúng không ạ? Lúc nào cũng tươi rói, lúc nào cũng nói chuyện mềm dẻo, lúc nào cũng hụi về Việt Nam Cộng Hòa, lúc nào chống cộng, tôi vì cộng đồng. Nếu cái chiêu trò của Lê Công Tâm anh sao lạ gì, thì họ tưởng họ qua mặt được cộng đồng. Nhưng mà kính thưa quý vị, Khải có thể khẳng định, nếu mà Khải nghĩ Lê Công Tâm thì không đến độ ngu dốt như vậy đâu, chỉ có thể là Chí Tạ hoặc là Nguyễn Quốc Lâm mà ngu dốt vì ngây thơ, vì cái bản, đúng không ạ? Nghĩ là cái tay này là cũng có khả năng để mà làm chửi mướn cho nó đánh phá đối thủ mình á, để mà sử dụng Nam Quang á, thì thực sự họ đang bị, phải dùng từ thẳng luôn, đang bị cộng sản lợi dụng. Khải dám ngồi đây tuyên bố Nam Quang là đang thực thi cái nghị quyết 36, và cái lá bài mà Nam Quang đã ứng cử là rõ ràng do người ta đã lên kế hoạch như vậy từ lâu rồi. Bằng chứng là bà Phùng Tuệ Châu đã kêu gọi là phải ủng hộ cho Nam Quang cách đây 2 năm. Và cứ việc thưa Khải ra tòa và không từ từ Khải sẽ trưng ra bằng chứng từ giờ cho đến 1 ngày sau luôn. Ok rồi, bây giờ tới phiên ông Di Phạm, ông anh Jimmy Phạm. Phạm thì thật sự thưa anh, Khải không có tạm thời Khải không nắm được vấn đề, okay. Khải không có biết ai, Khải không có dám được biết anh Jimmy hả? Dạ. Jimmy Phạm là con của ông nha sĩ Phạm Đình Tuân. Dạ, đó. Một trong những người founder và đặt đấu tranh để cái quyền đặt cái thành phố này có cái tên Lý Lô Sài Gòn. Tức là đó là một trong những tạo ra tạo dựng là tên một trong những trong một nhé. Đó thì cái đó cũng là một cái công rất là lớn mà chúng ta có chữ Lô Sài Gòn. Và quý vị nhớ nhé, quý vị, cái chữ Lý Lô Sài Gòn nó nằm trên khắp thế giới rồi. Khi quý vị bấm chữ Google Lý Lô Sài Gòn đã hiện ra hình đó, sẽ thấy ông đẹp anh này. Vâng, và tới phiên nữa là cái cô Terry Nguyễn, đó là con của một người làm báo cũng là hình như đại tá về truyền thông của Việt Nam Cộng Hòa hồi xưa, đó là ông Vũ Quang Ninh. Cô Terry là cũng là một người founder cái đài Radio Lý Sài Gòn rất nổi tiếng ở đây. Và theo anh thì Terry tiếng Anh rất giỏi, phải công nhận cô nói rất là chuẩn. Mình có lần mình làm việc với Terry và cô trực tiếp cô nói đối đầu với Mỹ, đối đầu với luật sư Mỹ tại các những cái case mà mình thấy mình làm về truyền thông báo chí, mình đi phỏng vấn mình thấy cô rất là giỏi. Với Chris thấy cô đối đầu, đối chứng, đối diện bất cứ người nào ở tại nước Mỹ này trong cái phương diện về truyền thông, về chính trị, cô Terry có thể nói được. Thì theo anh, câu chuyện xưa ra phải nói thưa anh, tính như vậy, xưa cái lúc mà
cô Thu Hà đó là đối đầu tranh cử với dân biểu Trần Thái Nguyễn. Lúc đó là Taylor mới bị tham tử đó, tức là sơ bộ thì vô chủ cảnh quá, thì Khải lúc không còn có những kênh đài của mình, cái kênh YouTube Khải nó bị đánh sập rồi. Nhưng mà Khải vẫn nói, Khải nói là trên tinh thần á, là giống như nãy Khải nói, nếu mà thực cựu thượng nghị sĩ Trần Thái Nguyễn lúc đó mà cực thêm một nữa là sự nghiệp chính trị của rồi. Đúng không? Là đúng, cháy luôn, không ai rờ đến cổ, đảng sẽ không bao giờ ủng hộ cổ nữa. Thành ra đối với Khải, Khải nói là phải bảo vệ cái tiền đồ tương lai chính trị của thượng nghị sĩ Trần Thái Nguyễn. Đúng không ạ? Tại vì Khải nói đó là con gà của cộng đồng mình và đã được là proven, đã được chứng minh, đã nhiều năm rồi. Gọi là vượt cá chép, vượt vũ môn, vượt vũ môn rồi. Còn nghị viên Thu Hà có thất cử đi nữa thì thứ nhất vẫn là nghị viên. Còn nhiều thời gian. Dạ, đó. Và không bị cháy, không bị gì hết. Tại vì đâu có ai mà đòi hỏi cố phải thất cử đâu. Thành ra rõ ràng anh thấy bây giờ đúng không? Thì cái trường hợp xảy ra bây giờ cổ lại có tiếp tục, cổ lại ứng cử dân biểu và lại hy vọng cô Thu Hà sẽ đắc cử. Thì trở lại cái chuyện này, cho phép thầy nói như vậy, Khải chị rất là sợ nếu mà cái tay nam quan này nó đắc cử. Tại vì có thể bây giờ quý vị không tin, nhưng mà phải bảo đảm với quý vị, 2 năm nữa, 4 năm nữa, 10 năm nữa, quý vị sẽ biết được sự thật nó là như vậy. Những gì Khải nói hoàn toàn là sự thật. Lúc đó quý vị có hối hận cũng đâu quá trễ rồi. Thì Khải chỉ lo như vậy thưa anh, là giữa chị Terry Vũ và anh Jimmy Phạm đều hai người xứng đáng. Đều thứ nhất là như anh nói là đạt, là chứng trạc, trưởng thành, đạo đức, đúng không ạ? Luật sư rồi cô chị Terry phải thấy chị kể là phải thấy là chị không khoe bằng cấp, nhưng mà thấy là chị là lập ra những công ty thành đạt và sinh hoạt, nhất là con của ông Vũ Quang. Cái phải lo đó thưa anh là chính vì hai người quá ấy ra họ chi tiêu, và cuối cùng là vô hình chung là cái tay nam quan này hắn sẽ được hưởng lợi, hắn sẽ được... Thôi bây giờ cho phép phải nói như vậy, Khải không biết gì về anh luật sư Chi Phạm hết. Thằng nghe nói anh luật sư luôn. Dạ, luật sư. Wow. Thằng nghe nói anh cũng là con của nhà sĩ Phạm Tuân và mẹ là chị Phạm Bối ở hội chủ tịch hội nữ sinh Trưng Vương đầu tiên ở đây. Thì gia thế thì quá xa rồi, Khải không có gì nói, nhưng mà cho phép hai gia thế đó. Dạ, cho phép Khải trình bày vậy thôi. Khải không dám bình vực, Khải không có hiểu biết gì về cái này đó. Nhưng mà Khải vô tình là Khải có biết là anh Chi Phạm đã lên làm chương trình chính phủ Sa TV cách đi cả tuần lấy 2 tuần rồi. Thì Khải có tính xem mấy lần nhưng mà Khải chưa có dịp. Nhưng mà trước đến đây đó, Khải có mở ra thì Khải thấy cái ấn tượng đầu tiên đó anh, Khải xin lỗi sẵn Khải không nói tiếp. Dạ, cái ấn tượng đầu tiên Khải mở ra là Khải, tại vì cái này Khải đã từng bị người nhà của Khải khi đó cũng nói với Khải như vậy. Tức là anh nhớ cái lần đầu tiên mà Khải ra mắt cái kỳ tranh cử lần đầu có Bảo Nguyễn, lúc đó là ra ứng cử chức học khu. Học khu. Nhớ lần đầu tiên 2012 mà. Thì cái người nhà của Khải có nói với Khải là chỉ nhìn cái ấy, nhìn qua cái là họ đánh giá là Bảo Nguyễn sẽ đắc cử, còn Khải thì chưa. Thì Khải chưa. Nói cái hình tướng à. Cái cách ngồi ví dụ như vậy thưa anh, tức là chỉ có những cái rất là đơn giản như vậy thôi, anh hiểu không? Okay. Thì Khải nghĩ có thể luật sư Jimmy Phạm là một người rất là đạo đức, rồi gia thế rất là trọng vọng, nói như Bác Cường là gì, huynh gia thế phiệt gì, danh gia thế phiệt gì đó, là đúng không ạ? Hoặc là đạo đức thành công, trình độ tiếng Anh thì khỏi nói, đúng không ạ? Bản lãnh khả năng thì không nói, nhưng mà chính ông ta cũng xác nhận là ông ta là mới tham gia chính trường, mới thật thôi. Thành ra Khải hy vọng là cái chuyện mới không thành đề, ông thấy ông thống Donald Trump không? Ông cũng mới nhưng mà ông thành công. Miễn sao phải chứng minh đi, chứng không, minh nhưng đã. Mà thống Donald Trump ông ta đã lăn xả trong lĩnh vực truyền thông, ông ta đã từng muốn tranh cử, ông ta từng nghiền ngẫm, từng tính toán đúng không ạ? Từng lên kế hoạch nhiều sao lần. Sao nghĩ ông Jimmy Phạm lại không như vậy? Khải nghĩ không đơn giản chỉ là ngồi cái tức là cái presentation. Như vậy bây giờ mà chưa kể là anh ngồi anh vận động cho đồng người Việt mà anh lại có một người thông dịch ngồi bên để thông dịch cho anh. Ồ, ông tiếng Việt ông yếu lắm hả? Khải thấy tiếng Việt em nói được chứ đâu có gì đâu. Ok, anh... bây giờ như vậy với anh trong 3 người thì anh thấy cái người nào có nhiều khả năng? Khải nghĩ tức là hoàn toàn Khải không dám nói luật sư Jimmy Phạm không có khả năng. Giống như Khải với trình bày, Khải hoàn toàn nghĩ
luật sư Jimmy Phạm nên đầu tư thêm thời gian, nên tìm hiểu, nên tham gia. Giống như hồi xưa anh em mình nói ông Pháp Bùi nhau, là anh phải về anh tham gia cho nhiều để 2 năm sau anh ra ứng cử. Thì cái lời khuyên của Khải cũng vậy. Luật sư Jimmy Phạm nên tham gia sinh hoạt cộng đồng, nên tìm hiểu, nên dấn thân thêm. 2 năm sau có thể tranh được những cái chức vụ cao hơn nữa, và chắc chắn trong tương lai sự nghiệp sẽ giống như đại tá Hùng Cao, tức là chắc chắn là có thể trở thành dân biểu tiền ăn liên bang, chứ không phải ba cái chức là lôm côm này. Nhưng Khải nghĩ chị Terry Vũ sẽ thích hợp với cái vai trò nghị viên hơn, tại vì chị Terry Vũ á, giống như anh nói, chị có sinh hoạt trong cộng đồng, chị biết cộng đồng, và Khải nghĩ chị thích hợp với vai trò để phục vụ trong cái hội đồng thành phố Westminster. Còn luật sư Jimmy Phạm là nói là mới dọn về Westminster 4 năm thôi, mà anh lên thứ nhất là Khải số nha, luật sư không tin cứ xem lại. Khải mở lên một cái, Khải nhìn thấy cái cách chọn lựa ngồi, cái dáng ngồi là Khải thấy là mình chưa có nắm được. Vâng. Và khi mà mình ngồi vận động trong cộng đồng Việt Nam mà mình ngồi mà phải có thông dịch. Ok. Nếu như vậy là trong ba người anh nhìn thấy Terry có nhiều khả năng hơn. Khải nghĩ là Terry thắng. Không, Khải kêu gọi cử tri nên bỏ phiếu dồn phiếu cho chị Thanh Hương đi. Okay. Tại vì nếu mà bây giờ hai, tức là giữa chị Thanh Hương và luật sư Jimmy Phạm đều xứng đáng như nhau thì sẽ tạo ra cái sự chi phiếu. Anh hiểu cái đó ạ. Tức là bây giờ nó hơi bất công cho luật sư Jimmy Phạm. Tức là đối với Khải là vậy á. Nhưng mà Khải hy vọng tương lai của luật sư Jimmy Phạm, đúng không ạ? Chắc chắn là nếu mà ông thực sự ông muốn dấn thân vào con đường chính trị thì cái sự nghiệp của ông chắc chắn là sẽ tiến xa hơn chị Terry Thanh Vũ. Với Chris, trong ba người này thì quý vị quan trọng nhất, quý vị cũng phải đi bầu. Còn quý vị thích ai cứ bầu người đó nhé. Vâng, bây giờ mình qua Garden Row. Là có một chiếc ghế cũng là nghị viên mà những cái khuôn mặt rất là quen thuộc ở đối cộng đồng của chúng ta. Đó là anh tiến sĩ Joseph Đỗ Vinh là một, rồi tới ông Tạ Trung là hai, và một người nữa là anh Duy Nguyễn là ba. Thì bây giờ anh nói về ông Duy Nguyễn trước đi. Thì quý vị biết rồi, tức là Khải mấy tháng này, có lẽ anh Chris Phan không để ý, tức là Khải mấy tháng này Khải có ngồi làm chương trình radio với anh Pháp Bùi với Duy Nguyễn. Thành ra nói chung là tiếng Anh nó là conflict of interest anh, tức là cũng chẳng có sợ sệt gì hết. Anh biết Khải rồi, mình cũng chẳng có nhận tiền của ai, chẳng cũng phe đảng gì để mà sợ sệt. Nhưng mà Khải nghĩ thôi, để Khải nhường lại cho anh nói cho nó khách quan công tâm hơn, đúng không ạ? Okay. Chứ còn Khải bây giờ... Ok, vậy thì anh nói Tạ Trung đi. Tạ Trung thì rõ ràng là nhiều người không biết, chứ hồi xưa từng một thời Khải hay đến nhà ảnh, lúc đó là luật sư Nguyễn Hoàng Dũng và Như Quỳnh còn là vợ chồng với nhau. Thì cứ mỗi tuần Khải với nhóm ca nhạc Lạc Hồng đó, hay rồi ghé lại nha, anh Tạ Trung, có anh Vinny Trần đồ này kia, với thầy Châu, nhà sĩ Tích Bình. Thì hay thành ra biết nhau lâu lắm rồi. Thì đối với Khải thì ảnh là một người thành đạt, một người rất là đạo đức, rất là đàng hoàng, đúng không ạ? Thì Khải nghĩ là những người như vậy thì rõ ràng là, nhưng mà có thể là sinh hoạt cộng đồng thì họ nhiều người không biết họ, chứ còn hình như ảnh là cũng có chân trong đảng Dân Chủ, đúng không ạ? Nghe ảnh nói ảnh có chân chức lớn, ảnh đại đảng Dân Chủ lớn đó. Đó, tức là cả Tự Quang hay là Orange County. Dạ, Orange County. Thì nhưng mà nói chung tạm thời thì Châu Đỗ Vinh thì cũng không xa lạ gì với anh em mình, đúng không ạ? Thì chính Khải cũng nghe anh với anh Châu Đỗ Vinh nói chuyện, thì anh Châu Đỗ Vinh thì anh cũng như Khải thôi. Anh nói tao lít kè gì, tao không cần thắng thua, đúng không ạ? Tao không có cần nịnh bợ tụi bay. Xin lỗi, nịnh bợ quý vị, đúng không ạ? Tôi muốn nói sao thì có sao tôi nói vậy, chứ tôi không có ấy để mà lựa lời hoa mỹ ngọt ngào dễ nghe. Hình như là ba người đều là đảng Dân Chủ hết. Ba người đều đảng Dân Chủ hết. Ủa, Khải tưởng là Duy là cộng không, cũng Dân Chủ luôn. Bây giờ ba người của đảng, nhưng mà thật sự cái chức này đó, cái chức vụ nghị viên, người ta không có quan tâm tới đảng phái, người ta quan tâm đến cái cá nhân. Thì bây giờ mình thấy cái nói chuyện đó ở trước công chúng đó, mình thấy ông tiến sĩ Đỗ Vinh rất là lưu loát. Đúng. Và knowledge rất là cao, chứ không phải rõ ràng lắm, thầy phải công nhận như vậy. Và ổng bây giờ ổng vẫn là một người media, ảnh có show trên Việt Face mà. Dạ, yeah, đó thì ổng là cũng là một người media. Và phu quân của luật sư. Dạ, luật sư Đi Năng Nguyễn. Và không, Khải xin lỗi, là ảnh cũng từng có chân trong ủy ban quy hoạch thành phố. Đó, đúng rồi, và đúng đúng rồi. À vâng, thì cái với cái chức vụ mà nghị viên, tôi thấy không có gì khó khăn đối với anh. Anh Tạ Trung thì cũng có từng sinh hoạt, và nhất là trong trong
Ban văn nghệ Lạc Hồng, mà ban văn nghệ Lạc Hồng thì nó đã sinh hoạt cùng với cộng đồng của chúng ta rất là gần gũi. Vâng, và còn Duy Nguyễn thì lúc thì chạy ở thành phố này, lúc thì chạy thành phố khác. Lúc đầu tiên thì anh chạy ở thành phố ở Phan Valley, xong rồi Westminster, giờ bắt đầu Garden Road. Tôi thấy chắc anh rất là giàu, cứ mỗi lần chạy như vậy thì nhưng phải mà anh mua Duy nhà Nguyễn anh. anh là đệ tử ruột của anh Phát Bụi, anh Thùy, anh gần như ý anh nói là bây giờ anh giống hệt như Chí Tạ với Charlie Nguyễn Mạnh Chí á. Ý nói là bây giờ tôi đi mà tôi sẽ nhường cái này cho thằng em của tôi. Ok, ông không phải nhường nhưng mà anh cổ động cho ông này, cũng giống như có thể gọi là con gà của ông. Ok nha. Thì trong ba người thì anh thấy người nào có nhiều khả năng nhất để thuyết phục cử tri bỏ phiếu cho họ và họ nhận được cái chức vụ Garden Road City Council? Không, anh thì giống như Khải nói, nếu mà công tâm mà nói đúng không ạ, như anh nói, nếu về nói về background, về về chuyên môn kỹ thuật, về hiểu biết trong thành phố thì rõ ràng như anh nói, ông Châu Đỗ Vinh thì ông có sinh hoạt trong thành phố nhiều nhất. Nhưng mà nếu mà nói về như là về vấn đề gia đình, đạo đức xã hội mà không bị tai tiếng, không bị người ta ghét đó, thì có thể là ông Tạ Chung thì ông chỉnh hơn. Nhưng mà giống như Khải nói, Khải thì không có biết được lòng dân, ý dân, hoặc là không có nắm được cử tri ở Garden Grove, thì có thể anh tự nhiên trình bày, chứ còn Khải thì cũng không có gian. Vâng, chúng tôi là media, chúng tôi chỉ đưa ra những cái suy nghĩ và bình luận và cổ động cho đồng hương đi bầu. Chúng tôi là những người media, là những người truyền thông, chúng tôi bảo vệ tiếng nói của cộng đồng, tiếng nói của cử tri. Chúng tôi không bảo vệ bất cứ một ứng cử viên nào cả, tại vì họ có cái đường lối riêng của họ, và mình phải cho họ có cơ hội để cho họ làm việc. Chứ nào mà ở đây dễ lắm, 2 năm 4 năm là chúng ta thấy làm việc dễ, chúng ta đừng bầu nữa, mà thấy được thì chúng ta bầu tiếp. Đó. Nhưng mà cái vấn đề chính của chúng ta là phải đi bầu, với Chris phải đi bầu. Và trước khi bầu thì nhớ hãy để ý cái lá phiếu của mình, nó rất là quan trọng. Đừng có bỏ vô tội vạ. Ví dụ như muốn bỏ cho ông A thì họ coi thử cái background, cái tiểu sử ông A như thế nào, ông B như thế nào, ông C như thế nào ở Garden Road. Và cũng giống như quý vị cứ chúng ta là ở tại Lý Lô Sài Gòn là có Garden Road và có tại Westminster, thì hai cái thành phố đó nó ảnh hưởng cái cộng đồng Việt chúng ta rất là nhiều, không thể phủ nhận điều đó. Cho nên và ông nào cũng là người Việt hết, so far là 6 người Việt ở Garden Road, 3 người Westminster cũng 3 người. Và bây giờ đó, và ở trên Westminster tới 6 người chứ ở cái chức vụ thị trưởng nữa, 6 người. Mình quên nói một cái anh, là chức vụ thị trưởng có một người không phải Việt nữa. Không, mình đang nói là người Việt, gốc Việt có 6 người, 3 người vào ứng cử cái chức vụ thị trưởng, 3 người ứng cử cái chức vụ nghị viên. Garden Road cũng vậy, ba người, tất cả như vậy. Thì quý vị thấy quý vị thích ai và cứ bầu cho họ, và như vậy thôi. Vâng, và trước khi quý vị thích bằng cái sự nhận thức của mình, chứ đừng có thích bằng cái cảm tính. Ồ, thằng đó tại hồi trước nó quét nhà cho tôi rồi tôi thấy tội quá rồi tôi bỏ phiếu. Ồ, thằng đó hồi trước nó cho tôi một ly cà phê tôi thấy nó được quá tôi bỏ phiếu. Hoặc là thằng đó là tại vì nó đệ tử của cái ông mà tôi thích thì tôi thích, bây giờ tôi bỏ phiếu mà không biết về. Hoặc là họ dẻo miệng anh, họ nói những điều mà nghe êm tai bù tai, ý quý vị. Thì cái đó là cái mà cái gọi là cái sở trường của những cái tên ứng cử viên. Mà thì ông mình... Châu Đỗ Vinh, ông nói ông không có làm được, và bản thân Khải cũng sẽ không bao giờ làm được cái chuyện đó. Vâng, chính trị nó muôn mặt, cho nên chúng ta không nói được cái điều đó. Ai dẻo miệng thì người đó thắng. Còn cái chuyện đó, cái chuyện không, mà bầu... dẻo miệng mà anh ít nhất giữ được cái lời hứa rồi của thì anh, bây giờ